chương 66 có thể đoạt, Giang Giật, Phúc Lão cùng Vinh Đạo Sư liếc nhau, sắc mặt hai người đều có chút mất tự nhiên, hai người đối với Giang Giật thần bí cùng thực lực đều có chút hứng thú. Nhưng hai người đối với Giang Giật tâm tính rất là bất mãn, Tây Sơn trên tàn nhẫn như vậy phế đi nhiều người như vậy, giết nhiều người như vậy, Giang Giật nhưng vẫn là 16 tuổi A, như thế tâm tính tiến vào trong học viện, còn không phải nháo lật trời nhất là Vinh Đạo Sư, càng là đối với tại Giang Vân Hải nói muốn toàn bộ người cho Giang giật chôn cùng việc này canh cánh trong lòng, sở dĩ hắn con ngươi chuyển vài vòng, đột nhiên mở miệng nói, vị học viên này, người đã trễ rồi, dựa theo quy củ ngươi không có tư cách tham gia huyết luyện. Ách, Vinh lời của Đạo Sư để rất nhiều học viên một mảnh xôn xao, toàn bộ đáng thương nhìn qua Giang giật, thật vất vả tới Linh Thú Thành, lại vẫn không có tham gia huyết luyện liền đã thất bại, người này cũng đủ xui xẻo. Giang hận thủy liếu hà bọn người lại âm thầm vui mừng, nói thật mấy người đều có chút e ngại Giang Giật, tự nhiên rất là không muốn Giang Giật tiến vào học viện. Nhất là Giang Hận Thủy, nhìn thấy Giang Giật hắn tâm đều sẽ nắm chặt đau, nhớ tới Giang ra gia chết thảm người, nhớ tới Giang Vân Sơn kia vài đêm ở giữa toát ra tóc trắng, cái này khiến Giang Hận Thủy đối Giang Giật vừa hận vừa sợ, mà lại mặt ngoài còn không dám biểu lộ ra chỉ có thể giấu ở trong lòng, cái này khiến hắn gần như phát cuồng. Cơ thính vô cùng tô đạo sư lại lông mày một đám, rất nhiều đạo sư cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc học viên này mặc dù đến muộn nhưng huyết luyện không phải không bắt đầu sao không cần đến như vậy đánh nhau a à? chẳng lẽ người này cùng vinh đạo sư có thủ nghĩ tới đây rất nhiều đạo sư đều trầm mặc không nói bọn hắn cũng sẽ không đần độn giúp giang giật nói chuyện từ đó đắc tội vinh đạo sư ta cho rằng không ổn đột nhiên một đạo thanh linh thanh âm vang lên để tất cả đạo sư đều rất là kinh ngạc bọn hắn toàn bộ ánh mắt quét tới khóa chặt mở miệng tô đạo sư lại nhìn một chút giang giật Tên học viên này chẳng lẽ cùng trong học viện vị này băng sơn mỹ nhân có quan hệ nếu không nàng như thế thanh lãnh tính tình sẽ giúp hắn nói chuyện. Tô đạo sư coi thường sở hữu ánh mắt, hờ hững nói ra, mỗi một học viên đều là học viện chúng ta tài phú, học viên này tới thời gian cũng vừa vừa vặn, cứ như vậy tước đoạt hắn tham gia huyết luyện cơ hội không khỏi quá tàn khốc, vẫn là cho hắn một cơ hội đi. Như tuyết người đã mở miệng, vậy liền cho hắn một cơ hội đi. Chủ trì huyết luyện vị kia mặc màu đen chiến giáp khôi ngô nam tử đối Tô đạo sư cười nhạt một tiếng vung tay lên nói tốt huyết luyện bắt đầu đi vù vù người đạo sư này lời vừa mới rơi xuống vô số bóng người lập tức nổ bắn ra mà ra chia hai đầu hàng dài theo đông tây hai bên cạnh phân biệt hướng phía nam một tòa liên miên trăm dặm cao vút trong mây cự đại sơn mạch sung đi đa tạ tô đạo sư sang giật cảm kích hướng tô như tuyết nhẹ gật đầu lập tức mơ hồ hướng hai bên nhìn thoáng qua gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi tô đạo sư ta nên đi bên nào a à? ha ha vô số đạo sư ồn ào cười to vị học viên này thật đúng là kỳ hoa a huyết luyện đến trễ không ngừng giờ phút này còn như thế mơ hồ mà lại thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng hắn xác định là tới tham gia huyết luyện mà không phải đến ngây thơ bên này đồ đần tô như tuyết tức giận dậm chân một cái đưa tay về phía tây bên cạnh chỉ một cái giang giật thế nhưng là nàng chỉ điểm giang vân hải mới đến tham gia huyết luyện cũng coi là nàng cho cơ hội sở dĩ vừa mới nàng mới có thể mở miệng giúp hắn mà nàng mới mở miệng rất nhiều đạo sư tự nhiên mà vậy cho rằng giang giật là nàng người giờ phút này giang giật như thế ngốc ngốc nàng trên mặt mũi cũng không có ánh sáng ừm ta đi giang giật nhếch miệng cười một tiếng nguyên lực vận chuyển thân thể nhanh chóng hướng đội ngũ đuổi theo không bằng hắn cũng không có sử dụng hát xác nguyên lực tốc độ cũng không nhanh trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp mọi người nhìn giống như đại bộ đội đằng sau lạc đàn tiểu binh để chúng đạo sư càng cảm giác hơn buồn cười buồn cười hừ giang giật lần này ngươi nếu là qua không được huyết luyện, coi như ta tô như tuyết uổng công một lần mắt. Nhìn qua chúng đạo sư chế nhạo ánh mắt, tô như tuyết lạnh băng băng sắc mặt lần nữa biến đổi, hung hăng trường giang giật một chút, quay người hướng thành nội đi đến. Tốt, ngoại trừ hôm nay phiên trực đạo sư, còn lại đều đi về nghỉ ngươi đi. Vị kia khôi ngô nam tử lần nữa vung tay lên, rất nhanh có 10 tên đạo sư tách ra hai tổ, nhắm hướng đông tây hai mặt các học viên đuổi theo. Mặc dù huyết luyện người chết đổ máu không thể tránh được, nhưng có các vị đạo sư lên núi tuần tra, chỉ ít các học viên không dám cố ý loạn giết người. Uy, vị này đại ca, cái này huyết luyện là thế nào đùa quy tắc là cái gì giang giật rất mau đuổi theo lên đại bộ đội, giờ phút này hắn đang cùng rơi vào đội ngũ đằng sau, một vị chú đỉnh cảnh tứ trọng thiếu niên cùng nhau đủ bộ lao nhanh, một bên cười theo dò hỏi. Hắn hôm nay đến chế đích thật là bởi vì tu luyện nguyên nhân, đêm qua hắn phát hiện sẽ đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng, tự nhiên cái gì cũng không để ý, toàn tâm toàn lực tu luyện kết quả chờ hắn vừa mới đột phá mở to mắt lại lập tức bị giang vân hải mang theo hướng nam thành băng băng mà tới trên đường giang vân hải cũng không có thời gian cùng hắn giảng giải sở dĩ hắn đối với huyết luyện quy tắc cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ những thiếu niên kia nhìn hắn một cái không nói gì vùi đầu lao nhanh giang giật kinh ngạc cũng không nóng giận tăng thêm tốc độ đuổi kịp thứ hai đếm ngược người lại cười làm lành hỏi vị này đại ca ngươi nói cho ta thoáng cái huyết luyện quy tắc được không lan đi kia biết người kia trợn mắt vừa mở chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt có chút cấp bách hướng phía trước nhìn thoáng qua, hư lạnh nói, đừng chậm trễ lão tử đi đường, đi trễ yêu thú đều bị săn giết xong, lão tử còn thế nào vào học viện. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đột nhiên linh cơ khẽ động từ trong ngực móc ra một mảnh kim diệp tử, lặng yên đưa cho đằng sau vị kia học viên, cười nói, vị này đại ca, giúp đỡ chút, dù sao chúng ta cũng là cuối cùng, không kém điểm ấy thời gian. Hắc hắc, người kia đôi mắt sáng lên, lặng yên tiếp nhận kim diệp tử cùng Giang giật giảng giải hai người một đường đi theo đại bộ đội lao nhanh, tại đến chân núi sau giang giật rốt cục hiểu rõ huyết luyện quy tắc. Mà đại bộ đội phía trước nhất võ giả thì đã tiến vào dãy núi trong rừng cây, ẩn ẩn còn nghe được phía trước rất nhiều gia địa phương truyền đến chiến đấu âm thanh cùng yêu thú tiếng gào thét, hiển nhiên đã khai chiến. Người kia nhìn thấy giang giật liền muốn hướng phía trước phóng đi, liền vội vàng kéo hắn, hạ giọng nói, chờ một chút, cầm ngươi kim diệp tử ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, cái này linh thú sơn huyết luyện ngươi nhất định muốn cẩn thận, không chỉ có phải cẩn thận yêu thú, trọng yếu nhất chính là cẩn thận người. Nếu không ngươi thiên tân vạn khổ đạt được lệnh bài sẽ đơn giản bị người khác cướp đoạt mà đi. Cái gì, Giang giật lông mày nhíu lại, kinh nghi hỏi, người không phải nói có đạo sư hội bốn phía tuần tra sao tại sao có thể có người dám đoạt lệnh bài. Thiếu niên cười lạnh một tiếng nói, toàn này linh thú sơn to lớn như thế, coi như toàn lực chạy một hai ngày cũng không thể đem phía tây chuyển xong. Lớn như thế dãy núi, năm vị đạo sư có thể tuần tra tới lại nói. Linh thú sơn huyết luyện, cướp đoạt lệnh bài đây là từ trước quy tắc ngầm, đạo sư cũng biết. Chỉ cần không có tận mắt thấy, không giết người coi như làm phế đi đạo sư cũng sẽ không quản. Có thể cướp đoạt người khác lệnh bài, đây vốn là liền là một loại chiến lược thể hiện không phải. Dạng này a, à, hắc hắc, đi, cảm ơn huynh đệ, chúc người may mắn. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, không chỉ có nửa điểm không có lo lắng, ngược lại âm thầm hưng phấn lên đã có thể đoạt như vậy cái này huyết luyện đối với hắn mà nói từ hoàn toàn không có áp lực, vạn nhất ba ngày thời gian còn góp không đủ lệnh bài, vậy liền đoạt tốt. Dù sao hắn dự định không đoạt người thành thật, trông thấy ai xuất thủ đoạt lệnh bài, trực tiếp đen ăn đen tốt, cũng sẽ không lương tâm hổ thẹn. Khai chiến, ngoại trừ ba cái kia tử phủ cảnh nhất trọng thiên tài võ giả có chút khó giải quyết, còn lại dự thi võ giả hắn sẽ sợ ai. chương 67, Yêu thuật, Linh Thú Sơn nói là một ngọn núi, nhưng thật ra là một tòa cự đại sơn mạch, vùng núi này rất kỳ dị Nam Bắc hai mặt dị thường dốc đứng, liền xem như Giang giật muốn theo Nam Bắc mặt leo núi đi lên, đoán chừng cũng phi thường khó khăn. Mà Đông Tây hai bên cạnh lại bình thản rất nhiều, cái này hai bên sơn phong liên miên chập trùng, hợp lâm thạch phong khe rãnh khắp nơi trên đất, địa hình rắc rối phức tạp. Đương nhiên tham gia huyết luyện người cũng không còn như lạc đường, chỉ cần quyết định sơn mạch trung ương cao nhất này tòa đỉnh núi một đường đi là được, sơn chi đỉnh cái kia chính là linh thú sơn học viện nơi ở, đây chính là yêu thú sao cùng dã thú cũng không hề khác gì nhau a à. giang giật giờ phút này ghé vào một viên trên đại thụ che trời xa xa chính nhìn về phía trước sáu người chính vây công bốn cái yêu thú cái này bốn cái yêu thú có chút cùng loại lợn rừng dã thú bất quá trên lưng mọc đầy gai nhọn ngoài miệng cũng có hai viên răng nanh tại giang giật xem ra cái này lợn rừng căn bản không có trong truyền thuyết yêu thú hung tàn bọn chúng chỉ là dựa vào trong miệng răng nanh cùng trên lưng gai nhọn mạnh mẽ đâm tới công kích Tốc độ cũng vẻn vẹn nhưng so sánh chú đỉnh cảnh lục trọng, kia sáu tên thiếu niên thiếu nữ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh lại du tẩu công kích, giống như không phải cái này ra lợn rừng thua thịt dày phòng ngự cường đại, nếu không sớm đã bị đánh chết. Sáu người này vì sao không trực tiếp chém giết bọn hắn trong đó có một người là chú đỉnh cảnh bát trọng a như vậy lề mà lề mề làm gì. Giang giật buồn bực nghĩ đến, ánh mắt khóa chặt thực lực tối cường một thiếu nữ, thiếu nữ này niên kỷ cũng nhanh tiếp cận 18 tuổi, tư sắc mặc dù không có cơ thính vũ như vậy tuyệt thế, nhưng cũng coi như trung thượng. Thân phận địa vị khẳng định là sáu người này bên trong cao nhất, trong tay nàng nắm lấy một mồi lửa trường kiếm màu đỏ bảo khí tả hữu trượt lóe, thỉnh thoảng tại một cái giã trừ yêu thú trên thân lưu lại từng đạo vết máu, nhưng xưa nay đều là một kích tựu lui, không dám toàn lực ám sát. Cẩn thận, đột nhiên, thiếu nữ này khẽ kêu một tiếng, thân thể nhanh chóng lui nhanh, còn lại mấy người cũng lập tức hoảng sợ bốn phía tản ra. Giang giật tinh thần chấn động, vội vàng khóa chặt kia mấy cái giã chư yêu thú, hắn biết rõ cái này lợn rừng khẳng định phải vận dụng yêu thuật. Quả nhiên, kia bốn cái thân thể khổng lồ lợn rừng quái khiếu vài tiếng, sau đó trên lưng hơn 10 cái gai nhọn lại toàn bộ ly thể mà ra, hóa thành mũi tên hướng bốn phương tám hướng mà đi. Độ nhanh như thiểm điện, uy lực cũng dị thường kinh người, giang giật phía trước một viên ba người ôm hết đại thụ thế mà bị một cái cốt thứ trực tiếp xuyên thủng. Hùng tàn, nhìn xem bốn phía vô số bị xuyên thủng cổ thụ thạch phong, giang giật nội tâm thất kinh. Cái này nếu là không biết rõ cái này lợn rừng là yêu thú, không có đê nó gai nhọt, không cẩn thận bị bắn trúng, liền xem như chú đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả khẳng định cũng sẽ bị xuyên thủng mà chết. Chết, kia sáu tên thiếu niên thiếu nữ đều sớm tránh né sở dĩ cũng không có thụ thương, giờ phút này toàn bộ như mãnh hổ hạ sơn vọt ra, toàn lực xuất thủ phía dưới đơn giản loạn đao đem bắn ra cốt thư thân thể cực kỳ hư nhược dã chưa yêu thú phân thây. Cái kia chính là lệnh bài. Nhìn thấy những người kia theo bốn cái yêu thú bụng dưới đảo ra bốn cái ngón tay lớn lệnh bài, Giang giật rất là tò mò, lệnh bài này nhìn rất phổ thông, nhan sắc có hai cái là màu đỏ, một cái khác màu vàng, một cái lục sắc. Yêu thú trong thân thể tự nhiên không có khả năng mọc ra lệnh bài, cái này rất rõ ràng là trong học viện thực lực cường đại đạo sư sớm để đi vào. Nhìn thấy mấy người tướng lệnh bài toàn bộ giao cho thiếu nữ thu thập, Giang giật trong lòng có loại hiểu ra, xem ra mấy người kia là một cái gia tộc thành viên, những người còn lại cũng là vì phụ trợ thiếu nữ này mới đến tham gia huyết luyện. Săn giết yêu thú đạt được lệnh bài cho hết thiếu nữ, dạng này có thể bảo đảm thiếu nữ này thành công thông qua huyết luyện. Khởi công, Giang giật thân thể lặng yên ẩn lui, theo một bên khác lách đi qua, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi yêu thú. Không bằng hắn lên núi thời gian đã quá muộn, kia 800 người sớm đã phân tán các nơi chui trong rừng cây, hắn cùng nhau đi tới, phát hiện bốn phía đều là bóng người. Cũng nhìn thấy có rất nhiều người tại cùng yêu thú chiến, dòng dã một canh giờ hắn không có tìm được một cái lạc đàn yêu thú bất quá nhìn qua mấy trận sau khi chiến đấu hắn đối yêu thú ngược lại là có một ít hiểu rõ những này yêu thú hoàn toàn chính xác đều sẽ yêu thuật tỉ như có thể phun lửa tê giác có thể nhẹ nhõm chui xuống dưới đất thổ long thú có thể phun ra độc vụ linh cầu các loại để giang giật mở rộng tầm mắt dạng này không được a à, chỉ có ba ngày thời gian đến trong đêm khẳng định hội càng thêm nguy hiểm phải nắm chắc thời gian a à. giang giật âm thầm có chút nóng này dứt khoát cũng không tìm kiếm khắp nơi, thẳng tắp hướng trung ương cao ngọn núi lớn chạy như điên, đã tất cả mọi người tại phụ cận tìm kiếm, như vậy đi dãy núi chỗ sâu người khẳng định hội thiếu ta. Một đường chạy hết tốc lực nửa canh giờ, trước mặt địa hình càng thêm rắc rối phức tạp, nếu như không có trung ương tòa kia cao vút trong mây sơn phong khẳng định hội lạc đường. Người quả nhiên ít, a, à, phía trước có động tính, là yêu thú. Giang giật tại một mảnh thạch lâm bên trong ngừng lại, phía trước đều là thạch phong, đường cũng biến thành gồ ghề nhấp nhô, giang giật mới vừa tiến vào mấy chục trượng cũng cảm giác được bên trái một cái cự đại thạch phong bên trong truyền đến một đạo làm người ta dùng mình hàn ý hắn thân thể lập tức lui nhanh trong tay áo một cái màu xanh bảo kiếm xuất hiện đây là tại mã phi kia lấy được thanh minh kiếm thật lớn một con rắn yêu thú rất nhanh hiện thân theo thạch phong bên trong một cái cửa hang bên trong ló ra là một đầu đầu thô cự mãng toàn thân màu nâu đen lân giáp đầu ba sừng trong đôi mắt một mảnh huyết hồng làm lòng người sợ giang giật cùng người chiến đấu qua rất nhiều lần đây là lần thứ nhất cùng yêu thú chiến đấu, mặc dù biết nơi này đều là nhất gia yêu thú, thực lực cao nhất cũng liền chú đỉnh cảnh cửu trọng bộ dáng, nếu không quá mạnh tham gia huyết luyện người đều muốn chết hết, nhưng trong lòng bàn tay vẫn là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắc sắc nguyên lực, hắn trước tiên điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, thân thể cũng thối lui đến ngoài bãi đá, chờ đợi lấy cái này mãng xạ yêu thú xuất hiện. Suy suy, mãng xạ yêu thú rất nhanh chui ra ra, tốc độ nhanh đến để giang giật âm thầm tặc lưỡi, chỉ dựa vào tốc độ cái này mãng xà ít nhất có chú đỉnh cảnh thất trọng thực lực, sau so ngay từ đầu hắn nhìn thấy dã chư yêu thú nhanh rất rất nhiều. Hưu, cái này mãng xà khoảng chừng dài ba trượng vừa mới chui ra ngoài bãi đá, một đầu cương thiết roi dài cái đuôi giống như như thiểm điện hướng giang giật quét tới, giống như giang giật giờ phút này không phải dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, sợ là chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh thiểm đến, căn bản thấy không rõ động tác của đối phương. Âm, um, hắn nguyên lực vận chuyển, hai chân đạp một cái cả người hướng bên trái vọt lên, đồng thời con mắt gắt gao nhìn chầm chầm mãng xà cái đuôi, trong tay thanh minh kiếm đột nhiên hướng bên phải vạch tới. Oanh, một cỗ lực lượng cường đại phản chấn mà đến, giang giật tay trái miệng hổ tê dần bị quét bay ra ngoài, thân thể bị hung hăng đập xuống đất, không bằng hắn đôi mắt lại phát sáng lên. Bởi vì cái này mãng xà nhục thể phòng ngự cũng không mạnh, vừa rồi một kiếm kia hắn kém chút đem cái đuôi của mãng xà cho chặt đứt, cứ tiếc như thế hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm săn giết cái này yêu thú suy suy kia mãng xạ yêu thú cái đuôi bị đau nổi giận phun ra lưỡi rắn phun ra mấy cái tanh hôi khí tức thân thể hướng giang giật nhanh chóng du tẩu mà đến một đầu chảy xuống màu đỏ sậm tiên huyết cái đuôi hoành không hướng giang giật chỗ địa phương đánh xuống oanh giang giật tốc độ phản ứng nhanh như vậy làm sao có thể bị nó bổ chúng lập tức thân thể lăn khỏi chỗ nhẹ nhõm né tránh đầu kia cự đại xà tiên lại hung hăng bổ vào trên mặt đất dẫn tới mặt đất chấn động còn bị bổ ra một đầu rãnh sâu hóm tới đi xúc sinh cho ngươi xem một chút ta thực lực. Giang giật thân thể trên mặt đất bắn lên, thân thể lóe lên đoạn kiếm trong tay không ngừng vạch ra, sau đó bằng vào năng lực phản ứng, sớm một bước tránh thoát đi. Thanh quang lấp lánh, tiên huyết bão táp, nương theo lấy giang giật thân thể một lần lấp lóe, thanh minh kiếm nhất nhiều lần lấy xuống mãng xả vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Giang giật cũng bị đánh bay ra ngoài mấy lần, không bằng hắn mỗi lần đều dùng suốt bi thủ cùng thanh minh kiếm tan mất một chút lực đạo, không có bị đập trúng đầu ngực, mặc dù một đôi tay bị chấn động đến run lên miệng hổ có tiên huyết tràn ra, nhưng không có trở ngại. Xuy suy nửa nén hương về sau, mãng xạ yêu thú trên thân thụ thương hơn 10 chỗ, tiên huyết trôi đầy đất, nó đoán chừng biết rõ tiếp tục như vậy muốn bị chém giết, nổi giận phun ra mấy cái khí tức tanh hôi, to lớn đầu thật cao vung lên, huyết hồng sắc hai mắt đột nhiên phát sáng lên, hai đạo hồng quang tựa như tia chớp hướng giang giật mà đi. Ha ha, rốt cục vận dụng yêu thuật ta một mực để phòng ngươi đây. Giang giật kéo căng lòng đang giờ khắc này rốt cục để xuống, dựa theo vừa rồi hắn nhìn thấy mấy trận chiến đấu, cấp này yêu thú chỉ có tại sinh mệnh hấp hối thời điểm mới có thể phóng thích yêu thuật liều mạng. Mà một khi phóng thích yêu thuật, thân thể của nó sẽ vô cùng suy yếu, chỉ cần không bị yêu thuật đánh chúng vậy liền thắng lợi trong tầm mắt. Giang giật một mực tại đề phòng yêu thú yêu thuật công kích, hắn sẽ bị đánh chúng sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn thân thể trước thời gian một bước hướng bên cạnh nhanh chóng lăn một vòng, hiểm hiểm tránh thoát đi, mà hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương một tảng đá lớn bị hồng quang bắn trúng, trong nháy mắt bạo liệt thành nát bấy, cái này yêu thuật lực công kích hung tàn đến cực điểm. Một phiên lệnh bài tới tay, Giang giật âm thầm mừng rỡ, thân thể trên mặt đất nhảy lên, liền muốn hướng kia mãng xạ yêu thú phóng đi. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc là, thạch phong bên trong hai thân ảnh nhanh hơn hắn, hai người tốc độ như gió hướng mãng xạ yêu thú phóng đi, binh khí vung vẩy chỉ là vừa đối mặt tựu chém giết mãng xạ yêu thú. Muốn cướp ta lệnh bài, nhìn thấy hai người còn không thèm chú ý hắn, nhanh chóng dùng binh khí phá vỡ mãng xà bụng dưới đảo ra một khối lệnh bài màu đen, giang giật con người lập tức lạnh xuống. Hắn còn không có khai đoạt lại có người đoạt tại trên đầu của hắn tới. chương 68, tên điên, giang giật ngay tại âm thầm tức giận, hai người đã hảo hảo thu về lệnh bài, thân thể nhất chuyển liền chuẩn bị hướng thạch lâm bên trong đi, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tựa hồ khi hắn không tồn tại. Uy, ta nói hai vị dự định cứ đi như thế giang giật thật sâu thở ra một hơi, áp chế nội tâm tức giận mở miệng nói ra. Thân thể hai người dừng lại, một người quét sang giật đồng giặc, đùa cợt nói ra, làm sao chẳng lẽ người còn chuẩn bị lưu lại chúng ta. Hai người này niên kỳ hẳn là đều so giang giật lớn hơn một chút, dáng người một cao một thấp, đều mặc lộng lẫy bạch bào, rõ ràng cũng không phải người bình thường con em, hai người thực lực đều là chú đỉnh cảnh thất trọng, tự nhiên coi thường giang giật. Giang giật nhún vai, bình tĩnh nói ra, lưu lại các người ta không có năng lực này, bất quá lệnh bài này giống như hẳn là về ta đi các ngươi dạng này đoạt, thật được không? Hừ, cái thiếu niên thấp hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì về ngươi cái này yêu thú là ngươi đánh giết giống như không phải chúng ta, ngươi có thể đánh giết yêu thú lăn đi, lại lại nhảy, cẩn thận bản thiếu ra phế bảo ngươi. Rất tốt, Giang giật giận quá mà cười, sắc mặt cũng lạnh xuống, quát khẽ nói, đã các ngươi như thế bá rất, ta cũng chỉ có thể đi tìm đạo sư giải oan. Hừ hừ, vừa rồi ta thế nhưng là nhìn thấy bên kia có một vị đạo sư tại tuần tra, ta coi như rời khỏi huyết luyện, cũng muốn kéo các ngươi xuống nước. Nói, Giang giật tức giận hướng về sau mặt chạy đi, hắn xoay người một khắc này, trên mặt sát khí lại đột nhiên tràn ngập, trong tay thanh minh kiếm cũng nguyên lực vần quanh, thời khắc chuẩn bị công kích. Quả nhiên, đằng sau hai người kia lập tức biến sắc, liếc nhau sau hướng Giang giật nổ bắn ra mà đến, kia cái thiếu niên thấp một bên lao nhanh, một bên nổi giận quát to, tiểu tử, đã ngươi như thế không hiểu chuyện, như vậy bản thiếu gia tựu thay cha mẹ ngươi giáo dục hạ ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hưu, hai thân ảnh như như cuồng phong lướt đến, hai thanh phân biệt đối giang giật tả hữu cánh tay đâm tới trường kiếm màu trắng bên trên bạch quang lấp lánh, rõ ràng cũng là cùng thanh minh kiếm nhất cái cấp bậc bảo khí. Bất quá hai người không có lá gan giết người, nếu không giờ phút này đâm chỗ cũng không phải là tay trái tay phải, mà là phía sau lưng. Con cá mắc câu rồi, giang giật nhếch miệng lên, trong con người tinh quang rạng rỡ trường kiếm sau lưng đã đâm tới cước bộ của hắn lại đột nhiên trượt đi thân thể hướng phía trước một cái xu lợi tựa hồ bởi vì bối rối mà ngã sắp xuống phía sau hai người khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm bất quá ngược lại là nhất thời không tốt công kích dù sao giang giật thân thể hướng phía trước đánh tới một cái không tốt sợ là đem giang giật trực tiếp cho chém giết ầm um, giang giật thân thể phải ngã chỗ trong nháy mắt một tay đột nhiên trên mặt đất khẽ chống thân thể bắn ngược mà lên người cũng nhanh chóng quay người một tay dương lên trên mặt đất nắm lên hơn 10 mai thạch đầu lập tức như phi đau mà đi, giang giật thanh âm đằng đằng sát khí vang lên, xem ta đoạt mệnh kịch độc qua. a à, không ra giang giật ngoài ý liệu, sắc mặt hai người dây lát biến, nhìn thấy bóng đen đầy trời bay vụt mà đến, lập tức cũng mặc kệ là cái gì, lập tức bản năng vung vẩy trường kiếm đem thân thể bao phủ đi vào. Giang giật thân thể động, hắn thẳng tắp hướng hai người phóng đi, rời đi hai người ba thước khoảng cách lúc, lập tức thả ra huyễn ảnh quyền, cánh tay phải của hắn huyễn hóa thành ba con, trong tay bắt lấy thanh minh kiếm cũng thay đổi thành ba thanh, hướng bên trái người cao thiếu niên đâm tới, mà lại mục tiêu rõ ràng là đầu của đối phương cùng trái tim còn có dưới hông. Ken Ken, người cao thiếu niên vừa mới dùng trường kiếm đem bay vụt mà đến thạch đầu đón đỡ lái đi, giang giật thanh minh kiếm đã đâm tới, hắn nhìn thấy lại có ba thanh đều vô cùng chân thực kiếm đâm đến, lập tức đầy mắt hoảng sợ, giống như cho bất luận cái gì một thanh trường kiếm đâm chúng, hắn đều chỉ có một con đường chết a. Lập tức hắn trường kiếm không dám dừng lại trệ, tiếp tục vung vẩy đem toàn thân bao phủ đi vào đồng thời thân thể nhanh chóng lui nhanh chỉ cần có thể thối lui đứng vững cái này một đợt công kích giang giật tại hai người vây công hạ chỉ có bị thua một đường uống bên cạnh cái thiếu niên thấp gặp đồng bạn gặp nguy hiểm lập tức trường kiếm như độc long hướng giang giật đâm tới nóng vội phía dưới hắn không có phát hiện giang giật khóe miệng đều là cười lạnh dư quang một mực tải tập trung vào hắn suy suy giang giật ba đầu cánh tay huyễn ảnh đột nhiên biến mất đâm về phía trước thanh minh kiếm ảnh cũng đã biến mất thân thể của hắn lúc đầu tại chiều phía trước phóng đi, giờ phút này lại đột ngột dừng lại, đồng thời thân thể đột nhiên trầm xuống, thanh minh kiếm dương lên hướng cái thiếu niên thấp trường kiếm đáng đi, phía dưới chân sau như roi sắt hướng chân của hắn quét tới. ầm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giang giật đột nhiên biến chiêu, cái thiếu niên thấp vội vàng không kịp chuẩn bị hai chân đau xót, thân thể ầm vang ngã xuống đất, không đợi hắn kinh hô lên, giang giật hai cái đùi lập tức mưa to gió lớn đá tới nhẹ nhõm hai cước đem hắn trường kiếm trong tay đá bay sau đó một đầu trọng chân hung hăng dẫm lên tại bộ ngực hắn, một cái thanh quang lấp lánh đoản kiếm chỉ hướng mặt của hắn. A, à, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này một loạt động tác kỳ thật chỉ là mấy lần trong chớp mắt hoàn thành, kia người cao thiếu niên thân thể đã ngừng lui về sau, trong đôi mắt đều là kinh ngạc, có chút không rõ giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, làm sao lại như vậy mà đơn giản cầm xuống hắn đồng bạn. Hắn thấy giang giật cũng không có làm cái gì, kỳ thật giang giật ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn sử dụng rất nhiều mưu kế ngay từ đầu cố ý khích giận hai người, để cho hai người mất đi tỉnh táo, tiếp lấy làm bộ ngã sắp xuống yếu thế tại địch, lại sau đó dùng thạch đầu làm ám khí để cho hai người kinh ngạc bối rối, cuối cùng còn cần phô trương thanh thế, dương đông kích tây hai mà tính toán. Hết thảy hết thảy đều vượt quá hai người ngoài ý liệu, mà phản ứng của hai người lại đều tại giang giật tính toán bên trong, giang giật năng lực phản ứng còn dị thường. Thử hỏi hai người yên nhiên bất bại đây là giang giật không muốn lãng phí hắc sắc nguyên lực, nếu không một chiêu liền có thể trọng thương một người, cầm xuống một người khác giang giật coi thường cái kia mộng người cao thiếu niên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm dưới chân người lạnh nhạt mở miệng nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt không biết người có phải hay không tuấn kiệt giống như thông minh người hẳn phải biết làm thế nào a à? hừ người lùn thiếu niên coi như có cốt khí mặc dù ngực dị thường đau đớn quả thực là một đạo tiếng rên dỉ đều không có phát ra hắn hung tợn nhìn chằm chằm giang giật quát tiểu tạp vái người có gan giết ta suy suy giang giật đoản kiếm đột nhiên hướng phía dưới bay xuống tốc độ nhanh đến để cái này cái thiếu niên thấp một trận nhãn tốn hỗn loạn, toàn thân cũng lông tơ dựng ngược bị dọa gần chết, bởi vì Giang giật đoản kiếm không ngừng tại đầu hắn bốn phía lấp lóe, cái này nếu là một cái không tốt, hắn nửa cái đầu đều muốn bị nạo. Giang giật kiếm rất nhanh ngừng lại, kia cái thiếu niên thấp lại cảm giác đầu một trận mát mẻ, xa xa người cao thiếu niên càng là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì cái thiếu niên thấp nửa cái đầu tóc bị Giang giật cạo sạch sành xanh, mà hắn não trên da lại không có một chút thương thế, Giang giật ra tay chi chuẩn, hung ác, nhanh để hắn trợn mắt líu lưỡi, đổi lại những người khác dám dạng này đùa cái này không cẩn thận nhưng là muốn chết người. Ba ba ba, Giang giật cúi người xuống, tăng thêm trên chân cường độ, dùng thanh minh kiếm thân kiếm tại cái thiếu niên thấp trên mặt đập mấy lần, lần nữa nhẹ giọng hỏi, người nói ta nếu là đem ngươi tiểu đệ đệ bên trên lông toàn bộ cạo, người có thể hay không biến thông minh một chút. Cái thiếu niên thấp dưới hông đột nhiên mát lạnh, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, con người lấp lóe cắn răng nói, viên kia lệnh bài cho ngươi, lần này chúng ta nhận thua. Người Cao Thiếu Niên lập tức nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra vừa rồi cướp đoạt sang giật lệnh bài màu đen quăng tới, giang giật một tay tiếp nhận cũng không có buông ra cước, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn qua người Cao Thiếu Niên, cười nói ra, trên thân tất cả lệnh bài cùng một chỗ ném qua tới đi, còn có trên người có cái gì tử kim a, phó ký bí ký a, đan dược gì gì đó cũng toàn bộ ném qua đến. Ta tâm tình không tệ, nếu không hai người các ngươi đều chỉ có thể cởi chuồng xuống núi. Ngươi nằm mơ, ngươi Người lùn thiếu niên nghe xong lập tức cuống lên, cắn răng gầm nhẹ, nhưng lại nói một nửa lại im bặt mà dừng. Bởi vì Giang giật nhìn cũng không nhìn, vùng vẩy thanh minh kiếm trở tay nhanh chóng hướng hắn dưới hông đâm xuống, mà lại hắn một kiếm này còn không phải hư chiêu, lại dán vào tiểu đệ đệ của hắn đâm xuyên qua trường bào, một nửa đoàn kiếm chui vào mặt đất, cái này nếu là hơi sai lầm một chút xíu, hắn đời này cũng chỉ có thể làm thái giám. Cho hắn, toàn bộ cho hắn, cái thiếu niên thấp cảm nhận được hạ bộ ra cảm giác mát mẻ hoảng sợ kêu to lên, hắn nhìn xem giang giật nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt tươi cười, lại cảm giác so ác ma còn kinh khủng hơn. Đó là cái tên điên, cùng tên điên đùa hắn không chơi nổi, cũng không dám đùa. mươi 69, cặn bã, bốn cái lệnh bài đổi tay, cướp bóc quả nhiên là một phần rất có tiền đồ chức nghiệp. Thạch lâm bên trong, giang giật nhanh chóng bôn tẩu, tại kia hai người thiếu niên trên thân vơ vét ba cái lệnh bài, tăng thêm trước kia lệnh bài màu đen, cứ như vậy một hồi thời gian hắn liền được bốn cái còn từ trên người bọn họ cho tới hai bình địa giai thuốc chữa thương cùng mấy chục hai tử kim giang giật không có cầm hai người bảo khí không phải tâm hắn mềm là cầm cũng vô dụng hắn quen thuộc dùng thanh minh kiếm cõng hai thanh kiếm cũng là vướng víu ai một bên bôn tẩu giang giật một bên có chút thở dài cơ thính vũ để hắn tại huyết luyện lúc phải khiêm tốn nếu không đắc tội thân phận tôn quý con em hoặc là trong học viện chính thức học viên tộc nhân đến lúc đó sẽ rất phiền phức kết quả vừa lên sơn tự cùng người khác khai chiến đây là hắn tận lực áp chế, nếu không y theo tính cách của hắn sợ là hai người này muốn bỏ xuống núi. Một đường bôn tẩu, rất nhanh giang giật lại gặp một cái yêu thú, vẫn là một đầu mãng xà, bất quá rõ ràng không có vừa rồi đầu kia hung tàn, giang giật hao tốn nửa nén hương thời gian nhẹ nhõm cầm xuống một viên lệnh bài. Sau một lát giang giật đi ra thạch lâm, phía trước địa hình biến thành một mảnh tùng lâm, giang giật chui vào, nhưng rất nhanh liền lui nhanh mà quay về. Bởi vì phía trước tiểu trong rừng có một đám yêu thú, là loại kia lợn rừng loại hình yêu thú, liếc nhìn lại ít nhất 7-8 đầu. Mặc dù cái này giá trị yêu thú thực lực cũng không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhiều như vậy yêu thú giang giật vẫn là không dám mạo muội động thủ. Giá trị yêu thú trên lưng gai nhọn kia kinh khủng năng lực xuyên thủng, giờ phút này giang giật còn ký ức như mới đâu. Làm sao bây giờ chẳng lẽ từ bỏ đây chính là 7-8 mai lệnh bài A? Giang giật ngồi xổm ở thạch lâm bên trong suy nghĩ, động thủ đi, một cái không tốt rất có thể bị trọng thương thậm chí ngỏm củ tỏi, không động thủ đi, thật vất vả tìm tới nhiều như vậy yêu thú, lại thật là đáng tiếc. Liêu mạng, giang giật cắn răng, tại phụ cận thạch lâm bên trong dạo qua một vòng, nhanh chóng hướng phía trước tiểu trong rừng đi đến. ầm, um, hắn ghé vào một viên cổ thụ bên trên, cầm một viên thạch đầu đối một cái nằm trên mặt đất ngủ say dã chư yêu thú vào tới, kia dã chư yêu thú lập tức mở ra con người băng lãnh, quái hống vài tiếng bốn phía liếc nhìn. phụ cận ngủ say dã chư yêu thú cũng bị đánh thức, toàn bộ trong mắt đều là vẻ cảnh giác bốn phía dò xét địch nhân. Giang giật thân thể lập tức rụt trở về không nhúc nhích, ngừng thở, hắn biết rõ nếu là hắn dám mạo hiểm đầu, hắn ẩn thân cái này có thể cổ thụ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đám này dã chư yêu thú ủi vượt qua. Sau một lát, hắn lần nữa thò đầu ra, nhìn thấy ba con dã chư yêu thú đã buông xuống cảnh giác, tiếp tục nằm dưới tàng cây nhắm mắt ngủ say, hai bên ngoài năm con vẫn còn tại bốn phía đi dạo. Hắn âm thầm thở ra một hơi, lại lấy ra một khối thạch đầu về phía tây bên cạnh vọt tới ầm um, phía tây tùng lâm truyền đến một đạo tiếng vang kinh động đến kia năm con dã chưa yêu thú bọn chúng đôi mắt băng lãnh hướng bên kia quét tới rất nhanh vào tới điệu hồ ly sơn thành công giang giật đôi mắt sáng lên chờ kia năm con dã chưa yêu thú rời đi hắn vội vàng lại lấy ra một viên thạch đầu hung hăng hướng phía dưới kia ba con ngủ say giã chưa yêu thú đập tới đồng thời thân thể nhanh chóng nhảy xuống cổ thụ hướng thạch lâm bên trong phóng đi Hô hô không ra giang giật ngoài ý liệu kia ba con giã trị yêu thú rất mau cùng theo mà đến, tại hắn vừa mới xông vào thạch lâm đã đuổi theo. oanh, ba con giã trị yêu thú như ba đài sông thành xe mạnh mẽ đâm tới mà đến, có hai cái bởi vì tốc độ quá nhanh, giang nhanh trực tiếp đâm vào hai cái trên tảng đá, hai đạo nổ vang truyền đến, kia hai cái thạch đầu lại bị đâm đến chia năm xẻ bảy, hai cái giã trị yêu thú thân thể cao lớn theo bột đá bên trong sông ra, tiếp tục hướng giang giật vọt tới. đến nha, đến a, à, ta ở chỗ này đây. giang giật quay đầu nhìn một cái trong con người đều là khiêu khích, còn hướng ba con giã chưa yêu thú vẫy vẫy tay, thân thể thì rất nhanh đường vòng một cái thạch phong đằng sau. Hô hô, ba đầu lợn rừng triệt để bị chọc giận, trung lao nhanh, sáu cái to lớn răng nanh hung hăng đâm vào giang giật trước người trên đá lớn, lực lượng khổng lồ đem cái này cự thạch đâm đến chia năm xẻ bảy, dẫn tới phụ cận mặt đất đều một trận chấn động. Nhưng mà, các loại phụ cận bụi mù rơi xuống, bọn chúng lại nhìn thấy giang giật thân ảnh lại ra phía trước một cái cự thạch trước, đối bọn chúng vẫy vẫy tay, thân thể lại nhanh chóng vỏ đến cự thạch đằng sau. Dầm dầm rầm, Giang giật lần lượt khiêu khích, giã trị yêu thú lần lượt đem thạch lâm bên trong thạch phong đâm đến vỡ nát, Giang giật xưa nay không cùng bọn chúng chính diện giao chiến, đều là mang theo bọn chúng tại thạch lâm bên trong du tẩu, bằng vào bên trong đếm không hết thạch phong không ngừng tránh né. Một nén nhan về sau, phụ cận thạch lâm đã một mảnh hỗn độn, ít nhất có mấy chục cái tiểu thạch phong bị đụng nát, ba con lợn rừng cũng biến thành thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn giang giật không còn mang theo bọn chúng vòng quanh bắt đầu bằng vào năng lực phản ứng cùng vô số đá vụn bắt đầu ở bọn chúng bên người du tẩu thanh minh kiếm mỗi lần tại giã chữ yêu thú trên thân lưu lại một đạo vết máu sau lập tức rút đi chưa từng ham chiến khốt khốt rất nhanh ba con giã trị yêu thú triệt để bạo nộ rồi toàn bộ trưởng giống vài tiếng bắt đầu phóng thích yêu thuật trên lưng gai nhọn như vạn tên cùng bắn hướng bốn phương tám hướng mà đi ba cái lệnh bài tới tay giang giật thân thể một cái lật ngược cả người vùi ở một cái cự thạch về sau, tránh thoát yêu thuật công kích, nhìn thấy ba con máu me đầm đìa, suy yếu vô cùng yêu thú, bắt đầu cười hắc hắc. Hắn cùng yêu thú đối chiến xem như có chút tâm đắc, mặc dù bọn chúng yêu thuật có thể có chú đỉnh cảnh bát trọng trở lên võ giả công kích uy lực, nhưng yêu thú dù sao cũng là thú, trí tuệ quá thấp, chỉ cần chiến thuật thích hợp nhẹ nhóm có thể săn giết. Bất quá cái này yêu thuật uy lực vẫn là để giang giật âm thầm kinh hãi, đây là nhất giai yêu thú A, nếu là nhị giai, tam giai, Tứ dài yêu thú có lẽ có thể hóa hình yêu vương, yêu đế thực lực kia còn có cỡ nào cường đại một cái yêu thuật có thể hay không san bằng một tòa thành nhỏ. Nhẹ nhõm đánh giết ba con yêu thú, mang đi ba cái lệnh bài, giang giật một lát đều không có nghỉ ngơi lập tức đi trong rừng, chuẩn bị đem kia năm con yêu thú cũng dẫn tới thạch lâm bên trong, toàn bộ san giết sau hắn tự có 12 mai lệnh bài. a à, nào biết hắn tại phụ cận trong rừng dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện kia năm con giã chi yêu thú hắn nghi hoặc tiếp tục hướng tùng lâm chỗ sâu điều tra mà đi, sau một lát hắn rốt cục phát hiện kia năm con dã chư yêu thú. Chỉ là, cái này năm con dã chư yêu thú có ba con đã nằm ở trên mặt đất, còn có hai cái vết thương trồng chất, một tên mặc hắc bào trên mặt che hắc xa thiếu nữ đang cùng dã chư yêu thú kịch chiến. Chú đỉnh cảnh cửu trọng, thiếu nữ này thực lực nhưng so sánh cơ thính vũ. Sang giật dấu ở một cái trong bụi cỏ nhìn xem thiếu nữ này cầm trong tay một cái trường kiếm màu đen, ngạo nghễ không sợ cùng dã chư yêu thú kịch chiến, âm thầm sợ hãi thán phục. Thiếu nữ này dáng người rất không tệ nhưng so sánh rực lăng tuyết, trên mặt mặc dù che hắc xa, nhưng là một đôi mắt rất là xinh đẹp, thân pháp càng là phiêu giật, suốt đao tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Chỉ là mấy lần trong chớp mắt còn lại hai cái dã chư yêu thú cũng không kịp phóng thích yêu thuật đã bị đánh chết. Suối quẩy, Giang giật có chút tức giận, ngược lại là không có cướp đoạt chi tâm, cũng không phải là hắn sợ thiếu nữ này, chỉ là hắn quen thuộc không gây chuyện, mà lại đối phương là một cái tiểu nữ hài, hắn tốt như vậy ra tay. Hưu, tại giang giật vừa mới chuẩn bị rút đi thời điểm, nơi xa một bên khác có năm thân ảnh đột nhiên mà ra. Toàn bộ cầm đồng phục màu đỏ tiểu nỏ máy, thật xa tự khóa chặt hắc y thiếu nữ, một người trong đó cười lạnh nói, cái này năm mai lệnh bài bản thiếu ra muốn, thức thời lập tức lan đi, nếu không chúng ta cung tên cũng sẽ không mọc ra mắt. Phân chó, giang giật thầm mắng một câu, ở đâu đều có thể thấy có người lấy mạnh hiếp yếu, bá đạo ngang ngược không bằng hắn cũng không có anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt biến mất bên kia năm người trong đó có thực lực của hai người đạt đến chú đỉnh cảnh cửu trọng mà lại trong tay bọn họ cung tên bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ rõ ràng là bảo khí lực sát thương khẳng định kinh người thiếu ra cùng nàng nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì cô nàng này dáng người câu người a không bằng cầm xuống cho ta các huynh đệ hảo hảo sung sướng giang giật thân thể vừa mới lui ra phía sau mấy trượng lại đột nhiên dừng lại đến đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Huyết luyện lúc cướp đoạt lệnh bài đây là rất bình thường, nhưng một đám đại nam nhân cướp đoạt một thiếu nữ không sao, còn muốn làm ra như thế sự tình. chương 70, cả nhà chết hết sạch, Giang giật quay người trở về, lại tại trong bụi cỏ tiềm ẩn, giống như đám người này thật làm ra như thế sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ, bằng không hắn cả một đời đều sẽ bị lương tâm khiển trách. Phía trước thiếu nữ mặc áo đen kia không nói một lời, bất quá một đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận, đối diện năm người một người trong đó người mặc màu lam hoa bào bên hông còn cài lấy một cái hoa mỹ trường kiếm hiển nhiên là bọn hắn trong miệng thiếu gia người này tướng mạo rất khôi ngô đáng tiếc mang trên mặt một tia tà mị nụ cười cho người ta xem xét cũng không phải là ôn hòa thiện lương hạng người thiếu gia ánh mắt quét qua nhìn thấy còn lại bốn người trong mắt đều là sắc dục, cười mắng mấy người các ngươi a coi là nơi này là giang lăng thành thiếu gia ta lần này nhưng là muốn vào học viện vạn nhất xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm sợ cái gì thiếu ra vừa rồi mở miệng một tên gầy lùn thiếu niên tham lam quét hắc y thiếu nữ một chút thấp giọng hắc hắc nói vừa rồi chúng ta không phải nhìn thấy tuần tra đạo sư đi rồi sao lại nói thiếu ra dùng thân phận của ngài bình thường đạo sư dám đắc tội ngài tự ngươi nói nhảm thêm kia thiếu ra nhìn lướt qua hắc y thiếu nữ linh lung đường cong khoát tay trận lại nói động thủ đi trễ chút các ngươi cho ta canh chừng thiếu ra ta chơi trước đùa con thiếu ra mới mở miệng hai người lập tức rút ra mang theo người binh khí hai người khác vẫn như cũ dùng cung tên chỉ vào thiếu nữ kia, trong ánh mắt đều là tàn ý. Ý tứ hết sức rõ ràng, thiếu nữ này nếu là dám động, bọn hắn cung tên chắc chắn sẽ không mọc ra mắt. Giang giật thầm mắng một tiếng, nghe đám người này khẩu khí, xem bọn hắn trang phục trên người cùng chạy tác phong, vị thiếu gia này hiển nhiên thân phận dị thường tôn quý, tại bọn hắn trong thành trì khẳng định cũng không ít trà đạp nhà lành cô nương. Nếu là hắn động thủ trừ phi giết mấy người, nếu không đằng sau phiền phức không ngừng. Vấn đề là, nếu là hắn dám giết người vạn nhất cha gia hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng một cái không tốt không nói vào không được linh thú sơn học việt tự liền giang vân hải đều có đại phiền toái mặc kệ đây càng là không thể nào giang giật tự nhận không phải người tốt nhưng trong lòng luôn có mấy đầu danh giới cuối cùng tỉ như bách hắn quỳ xuống cho dù chết hắn cũng sẽ không quỳ lại tỉ như nhìn thấy chuyện trước mắt giống như hắn mặc kệ nhất định đều sẽ có tâm ma về sau võ đạo sợ là rất khó lại có tiến bộ quản hắn nhiều như vậy xe đến trước núi ắt có đường, sợ đầu sợ đuôi ta tính là gì ra môn. Giang giật cuối cùng hạ quyết tâm, hắn thân thể bắt đầu lặng yên di động, hướng tên kia thiếu ra phương hướng ẩn núp mà đi. Trên người bọn họ nỏ máy để giang giật rất là kiêng kỵ, cái này đồ vật là bảo khí, quán chú nguyên lực sau tốc độ dọa người, một cái không tốt sẽ phải đi gặp minh đế. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không chúng ta nỏ máy sợ ý một chút người cần phải hương tiêu ngọc vẫn, người cũng đừng nghĩ đến tự sát. Người cho dù chết, học viện cũng sẽ không bắt chúng ta ra thiếu gia như thế nào, nhà chúng ta thiếu gia thân phận vô cùng tôn quý, hắn có thể sủng hạnh ngươi cũng là phúc của ngươi phân. Phía trước hai người đã tới gần thiếu nữ mặc áo đen kia, thấy thiếu nữ mặc dù tức giận vô cùng nhưng không dám thiện động, hai người thu hồi trường kiếm thân thể nhảy lên liền muốn hướng thiếu nữ kia đánh tới, chuẩn bị cầm xuống nàng. Hiu, ngay một khắc này, thiếu nữ đột nhiên động thủ, trong tay trường kiếm màu đen sáng lên một đạo lục quang, Hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục hướng bên trái thực lực yếu người kia đột nhiên đâm xuống. A, à, người kia đôi mắt co rụt lại, hoảng sợ lui nhanh, nào ngờ tới Hắc Y thiếu nữ trường kiếm như nước sông liên tục không dứt, mà lại tốc độ quá nhanh, chỉ là trong chớp mắt tựu đã tới hạ thể của hắn, mắt thấy là phải đâm vào dưới háng của hắn. Người dám? Một người khác nổi giận, người này cũng là chú đỉnh cảnh cửu trọng, lập tức thu hồi trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, như như lôi đình hướng thiếu nữ phía sau lưng đâm tới giống như thiếu nữ này dám phế hắn huynh đệ, như vậy trường kiếm của hắn cũng tuyệt đối sẽ đâm xuyên thân thể của nàng. Suy suy, thiếu nữ trường kiếm trong tay không có một tia dừng lại, đột nhiên hướng người kia dưới hông đâm tới, đồng thời trường kiếm nhất đáng, người kia phía dưới lập tức áo bảo vỡ vụn, huyết dịch bão táp, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, dùng lớn nhất khí lực rú thảm. Muốn chết, phía sau chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả trong mắt sát ý lóe lên, trường kiếm cũng đi theo đâm vào thiếu nữ phía sau lưng bất qua thiếu nữ kia thân thể tại thời khắc này có chút vặn vẹo thoáng cái, sở dĩ trường kiếm chỉ đâm xuyên qua vai trái của nàng. Thiếu nữ này tâm thật hung ác, cái này chú đỉnh cảnh giới cửu trọng thiếu niên xong. Giang giật lặng yên đối thiếu nữ mặc áo đen này giơ ngón tay cái lên, trong mắt lại là sáng lên, giờ phút này là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất, lập tức thân thể càng nhanh hơn hướng còn lại ba người kín đáo đi tới. Quả nhiên, không ra giang giật ngoài ý liệu, thiếu nữ kia thân thể bị trường kiếm xuyên thủng, trong đôi mắt đều là đau đớn, nhưng nàng thân thể lại đột nhiên hướng về sau mặt đánh tới. Thế mà để thân thể của nàng xuyên qua trường kiếm, nhờ vào đó tới gần phía sau chú đỉnh cảnh cửu trọng thiếu niên, trong tay một cái trường kiếm màu đen như độc long theo dưới nách đâm ngược mà đi, ở sau lưng thiếu niên ánh mắt kinh ngạc dưới, đâm vào đối phương bụng dưới, còn trở tay kéo một phát phế đi đối phương đan điền. Lão tứ, lão ngũ, kia thiếu ra cùng hai người khác đầy mắt không dám tin, thiếu nữ này xem niên kỷ không đến 16, lại có như thế cường đại năng lực tác chiến còn có như thế hung ác tâm chỉ là vừa đối mặt tự phế đi hai người bọn họ. Bắn tên, giết nàng, thiếu ra trong mắt sát ý lóe lên, trong tay nỏ máy lập tức như độc long phun ra, hai người khác cũng tỉnh ngộ lại, lập tức nhấn cỏ súng phát xạ cung tên. Hưu, nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rừng một đoạn gỗ tròn đột nhiên bỗng dưng bắn ra, viên kia một tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại xuất hiện thời cơ vô cùng xảo diệu, vừa vặn ngăn tại cung tên cùng hắc y thiếu nữ ở giữa. Phanh phanh phanh, ba thanh cung tên toàn bộ bắn vào liễu viên một bên trong, kiệt hiếu ra cùng còn lại hai người giật mình, ánh mắt như dao nhỏ hướng trong rừng quét tới, lại nhìn thấy đầy trời bóng đen mà đến, đồng thời một đạo bóng người như mã hổ hạ sơn hướng bọn họ vào tới. Ba người không kịp thay đổi cung tên, chỉ có thể trở tay rút ra trường kiếm bên hông. Hai người hướng phía trước bước ra một bước, vung vẩy trường kiếm đem giang giật bắn ra thạch đầu đánh bay, sau đó một người hướng giang giật nổ bắn ra mà đến một người khác hướng thiếu nữ mặc áo đen kia phóng đi. Chú đỉnh cảnh ngũ trọng cũng dám xen vào việc của người khác hôm nay tựu cùng nhau tiến ngươi lên đường. Tìm tới giang giật chính là một tên chú đỉnh cảnh thất trọng thiếu niên, trong mắt đều là tàn ý, hai tay nắm trưởng kiếm nhất khí nhưng bổ hướng giang giật cái cổ chặt xuống. Hắc sắc nguyên lực, như thế trước mắt giang giật cũng không dám lại ẩn giấu thực lực, nếu không thiếu nữ sẽ có sinh mệnh chi lo, hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi tay trái, thanh minh kiếm nhanh chóng hướng lên trên mặt dương lên. Keng, hai thanh kiếm chạm vào nhau, thanh minh kiếm nhưng trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, đối phương khóe miệng lộ ra một tia đùa cờ trường kiếm tiếp tục phung xuống, không bằng hắn thần sắc vẫn chưa hoàn toàn triển khai tự động lại. Bởi vì Giang giật lòng bàn tay sáng lên một đạo màu xanh lam sẫm quang mang, một cỗ minh mông lực lượng đột nhiên theo hắn lòng bàn tay truyền ra, trong nháy mắt chợt nổ tung. Oanh, khoảng cách gần như thế, mặc dù cái này chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả trước tiên lui nhanh, nhưng một cái tay vẫn là bị nổ máu me đầm đìa thanh trường kiếm kia cũng sớm bị nổ bay ra ngoài. Giang giật bão nguyên trưởng trước kia không có đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng lúc, uy lực tự phi thường dọa người rồi, có thể trọng thương tử phủ cảnh nhất trọng mã doán. Giờ phút này uy lực càng hơn một bậc, đây là giang giật bảo tồn thực lực, không có triệu tập quá nhiều nguyên lực tình huống dưới, nếu không cái này chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả khẳng định sẽ trực tiếp bị tạc chết. Hỏng bét, kích thương một người giang giật nhưng không có nửa điểm vui mừng, bởi vì một người khác đã hướng hắc y thiếu nữ phóng đi, hắn chỉ có cắn răng hướng đối phương thiếu gia bắn tới. Có thể hay không cứu thiếu nữ này, tự nhìn hắn phải chăng có thể cầm xuống thiếu gia này. Người mặc hoa lệ áo làm thiếu ra sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cứ việc giang giật một chiêu đả thương nặng hắn người, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại nhìn qua giang giật cười lạnh, tiểu tạp vãi bản thiếu ra đứng đấy cho người giết, người dám giết không quên nói cho người biết, ta gọi giang kỳ lân, đại bá ta là Trấn tây vương giang biệt ly, người dám đụng đến ta một sợi lông, ta để các ngươi cả nhà chết hết sạch. chương 71, Chiến thần nhất tộc, Trấn Tây Vương, Giang giật nội tâm chấn động, hắn nghĩ đến vị thiếu gia này thân phận khẳng định rất là tôn quý, cơ thính vũ cũng nhắc nhở qua hắn lần này huyết luyện có rất nhiều thân phận tôn quý con em, không nghĩ tới vận khí kém như vậy lại gặp được Trấn Tây Vương tử em của gia tộc. Trấn Tây Vương là thần võ quốc người mạnh nhất, vương thượng phía dưới đệ nhất nhân, nói một cách khác gia tộc bọn họ là thần võ quốc ngoại trừ vương thất bên ngoài đệ nhất gia tộc chọc tới chấn Tây Vương gia tộc hậu quả sẽ như thế nào giang giật không biết. Nhưng giờ này khác này hắn đã đâm lao phải theo lao, sở dĩ hắn cũng không có đi nghĩ quá nhiều, thân thể hướng Giang Kỳ Lân bắn tới, hắn một mực quen thuộc chuyện quyết định làm sao lại nói, quản hắn có phải hay không đâm phá thiên. Lâm Nhi, vào thời khắc này, phía đông đột nhiên truyền đến một đạo chấn nộ bạo giống, thanh âm kia to như chuông, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, khí huyết quay cuồng. Giang giật con người lạnh lẽo, hắn cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương sát khí cùng cường đại nguy cơ. Ánh mắt quét qua, nội tâm lại thầm khen, tốt một vị vô song mãnh hán. Người đến là một vị thiếu niên, thân cao lại nhưng so sánh trưởng thành, khoảng chừng sáu thước chi cao, có một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, mặc một thân màu đen chiến giáp, rộng eo hẹp chân dài, trần trụi cơ bắp thành màu đồng cổ, khuôn mặt như đao gọt phủ đúc. Giờ phút này từ đằng xa dùng tốc độ khủng khiếp băng băng mà tới, còn không có tới gần một cỗ lạnh thấu xương sát cơ tựu bao phủ tất cả mọi người, để toàn bộ người đều cảm giác ngạt thở, đây là một trời sinh chiến sĩ. Từ phủ cảnh nhất trọng, a à làm sao không thấy được hắn vận chuyển nguyên lực, Giang giật nhìn lướt qua, theo tốc độ của hắn trong nháy mắt phán đoán thực lực của hắn, nhưng để hắn nghi ngờ là, ở đây thân thể người bên trên lại không có cảm giác nguyên lực lưu truyền, tựa như bằng vào lực lượng của thân thể tại bôn tẩu. Chiến vô song, Giang kỳ lân cùng hướng hắc y thiếu nữ bôn tẩu thiếu niên đôi mắt co rụt lại, đồng thời kinh hô lên, liền muốn hướng hắc y thiếu nữ đâm xuống trường kiếm thiếu niên đột nhiên đem thu kiếm rất là e ngại hướng giang kỳ lân thối lui giang giật cũng ngừng lại đã thiếu nữ mặc áo đen này có như thế một cái cường đại hậu việt hắn cũng lười xuất thủ đắc tội giang kỳ lân lâm nhi lâm nhi bị giang kỳ lân gọi chiến vô song thiếu niên như một đầu mãnh thú vào tới nhìn thấy trong thân thể còn cắm một thanh trường kiếm hắc y thiếu nữ sắc mặt âm trầm đến cực hạt hắn trở tay rút ra phía sau trọng kiếm đột nhiên đối hắc y thiếu nữ đằng sau không xa, tên kia bị phế đan điền thiếu niên đập tới. Chiến vô song, dừng tay, đó là cái hiểu lầm. Giang kỳ lân biến sắc lập tức quát khẽ một tiếng, nhưng chiến vô song trọng kiếm không có một tia dừng lại trùng điệp nện ở người kia trên đầu, trong nháy mắt người kia đầu biến thành nhão nhẹt. Chiến vô song thân thể tiếp tục chạy như điên, trọng kiếm đột nhiên nhất chuyển, lại hướng phụ cận bị hắc y thiếu nữ đâm bị thương hạ thể thiếu niên đập tới, chỉ là trong chớp mắt tự đập chết hai người xuất thủ ác như vậy người này không sợ mất đi huyết luyện tư cách sao không sợ chấn Tây Vương gia tộc trả thù. Giang giật âm thầm kinh hãi, bên kia chiến vô song đã nhanh nhanh rút ra thiếu nữ trên người trường kiếm, sau đó hai tay nhanh chóng một điểm giúp nàng cầm máu, mặt khác lấy ra một viên thuốc chữa thương cho thiếu nữ ăn vào. Lúc này mới đằng đằng sát khí đứng lên, trợn mắt quét qua Giang Kỳ Lân ba người, còn quét Giang giật một chút, âm thanh lạnh lùng nói, dám động muội muội ta Giang Kỳ Lân ngươi là sống ngán giang kỳ lân tựa hồ rất là e ngại người này nuốt nước miếng một cái nói muội muội của ngươi hiểu lầm a à, chiến vô song ngươi không phải một người tới sao ai biết nàng là muội muội của ngươi a à. chiến vô song kéo lại lấy trọng kiếm từng bước một đi tới ánh mắt hướng bao quát giang giật ở bên trong tất cả mọi người quét qua quát lạnh nói giang kỳ lân ta cho giang nghịch lưu mặt mũi người tự đoạn hai chân những người còn lại tự sát việc này như vậy chấm dứt dựa vào giang giật bó tay rồi hắn hảo tâm xuất thủ lại bị người cho rằng là giang kỳ lân cùng một bọn không bằng hắn ngược lại là âm thầm kinh hãi xem ra cái này chiến vô song thân phận cũng không hề tầm thường a à, thế mà biết rõ giang kỳ lân thân phận còn muốn hắn hai cái đùi giang kỳ lân biến sắc phẫn nộ trầm hống chiến vô song người không nên quá phận nói là hiểu lầm việc này làm lớn chuyện hai nhà chúng ta đều xuống đài không được Hưu chiến vô song thân thể như là giã thú nổ bắn ra mà đến một cái ít nhất có mấy trăm cân cự kiếm mang theo kinh thiên uy thế hướng giang kỳ lân bên cạnh người kia hung hăng đập tới oanh người kia cắn răng cầm trường kiếm ngăn cản trên thân đồng thời lui nhanh nhưng hắn đánh giá quá thấp chiến vô song lực lượng trọng kiếm cùng hắn trường kiếm nhất đụng không có một lát dừng lại tiếp tục nện ở trên vai của hắn đem hắn nửa người đều chém thành toái bùn chết đến mức không thể chết thêm thật can đảm giang kỳ lân nổi giận trường kiếm trong tay bốc lên mấy cái kiếm hoa hướng chiến vô song đâm tới để Giang giật chấn động vô cùng chính là, chiến vô song một cái tay vậy mà đột nhiên hướng Giang kỳ lân trường kiếm chộp tới, huyết nhục cùng vừa gọt thiết như bùn bảo khí va chạm, cũng không có trong dự đoán huyết dịch tiêu xạ, bàn tay bị đánh đoạn. Ngược lại trường kiếm bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy, đột nhiên uốn éo lực lượng khổng lồ để Giang kỳ lân trường kiếm trong tay tuột tay, sau đó hắn trở tay dùng trọng kiếm tại Giang kỳ lân trên hai chân vung lên. Giang giác, Giang kỳ lân lên tiếng hai chân bị nện đoạn, ngã xuống đất đau nhức gào giống. Bất quá chiến vô song rõ ràng hạ thủ lưu tình, bằng không hắn hai chân tuyệt đối sẽ bị đánh thành thịt nát. Cái này chiến vô song thân thể là huyền thiết làm sao bảo khí lại chỉ cắt ra một đạo vết máu. Giang giật nhìn thấy chiến vô song buông ra thanh kiếm kia tay, nhìn thấy chỉ là lưu lại một đạo vết máu chấn kinh ngạc, trong đầu mấy chữ cũng xông ra đặc thù chủng tộc. Cái này chiến vô song giống như không phải đặc thù chủng tộc, vậy khẳng định tu luyện công pháp đặc thù, không chỉ có không nhìn thấy thân thể của hắn có nguyên lực lưu truyền, thân thể còn cường đại đến làm lòng người sợ. Hưu, ngay tại Giang Giật kinh nghi thời điểm, chiến vô song thân thể lần nữa động, trọng kiếm mang theo kinh thiên chi thế hướng Giang Giật đầu trùng điệp đánh xuống, kia trọng kiếm còn không có đánh xuống, một cỗ tựa như núi cao khí thế đã khóa chặt Giang Giật. Ai, gặp qua tứ chi phát triển đầu óc ngu si người, chưa từng thấy qua dạng này. Giang Giật u u thở dài không nói không rằng quát bảo ngưng lại, càng không có động thủ phản kháng, chỉ là dùng xem ánh mắt nhìn chiến vô song. Lại, dừng tay, một đạo rất là hư nhiều thanh âm vang lên, chiến vô song trọng kiếm đột nhiên ngừng lại, khoảng chừng giang giật trước chán một thước. Kia nhanh chóng đánh xuống đưa tới bão tố gió thổi giang giật sợi tóc áo bảo bay phất phới, nhưng giang giật trên mặt thần sắc nhưng như cũng không có nửa điểm cải biến. Chiến vô song, ngươi, ngươi thằng ngu này, hắn là của ta. Ân nhân cứu mạng, xa xa hắc y thiếu nữ chật vật mở miệng nói, một đôi mắt đẹp bên trong đều là tức giận. a à, chiến vô song chừng mắt nhìn, sau đó lập tức nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay trọng kiếm nhất quét đem giang giật kích thương trên mặt đất tên kia giang kỳ lân tộc nhân chém giết lúc này mới hổ thẹn nói ra vị tiểu huynh đệ này thật có lỗi a lại nói ngươi làm sao không giải thích thoáng cái kém chút ngộ thương ngươi giang giật nhún vai bả vai ngay từ đầu hắn không có cơ hội chen vào nói đằng sau lưu ý đến hắc y thiếu nữ muốn mở miệng quát bảo ngưng lại hắn cũng lười mở miệng hắn quét hắc y thiếu nữ một chút quay người hướng trong rừng cây đi đến đã hắc y thiếu nữ thoát khỏi nguy hiểm giờ phút này cái chiến vô song xuất hiện còn giết bốn người để tình thế thăng cấp hắn tự nhiên không muốn tại cái này ở lâu vạn nhất liên lụy đi vào hắn nhưng chính là bia đỡ đạn uy tiểu huynh đệ người tên là gì a à? chiến vô song hô một câu giang giật lại trầm mặc không nói bước nhanh rời đi hắn chỉ có thể quay đầu đem trọng kiếm cắm vào phía sau thòng lọng bên trong bôn tẩu đi qua ôm lấy hắc y thiếu nữ hướng nơi xa đi đến vừa đi còn một bên nghi ngờ nỉ non thật là một cái quái nhân ta đi chém hắn thế mà không tránh làm chuyện tốt cũng không để lại tên, bất quá người này ngược lại là chân hán tử, kém chút bị ta giết, đều mặt không đổi sắc. Hắc y thiếu nữ lạnh băng băng nhìn qua chiến vô song, đột nhiên cười lạnh nói, chiến vô song, người thật đúng là cho là mình mạnh bao nhiêu nhân ra không phải không tránh, mà là. Căn bản không sợ ngươi, ta có dự cảm người này vừa rồi nếu là xuất thủ tuyệt đối có thể trọng thương ngươi. Người đường đường chiến thần nhất tộc truyền nhân, lại không sánh bằng một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, mất mặt không chương 72, tiểu tặc, chiến vô song cùng muội muội của hắn làm sao đánh giá chính mình, Giang Kỳ Lân sẽ hay không chết ở trên núi, Giang Giật không biết, hắn cũng không muốn biết rõ. Đối vu cương tài làm sự tình Giang Giật cũng không hối hận, nhân sinh không có thuốc hối hận, cùng lúc nào đi hồi ức đi qua, không bằng triển vọng tương lai, đây là Giang Vân Hải nói cho hắn biết đạo lý, những năm này hắn cũng là làm như vậy. Hắn tiếp tục trong chiều ở giữa tòa kia cao ngọn núi lớn bôn tẩu, một đường săn giết yêu thú, dòng dã bốn canh giờ hắn mới tìm được năm con yêu thú, trả lại một cái yêu thú cho chạy trốn. Hắn ngược lại là gặp được mấy chục con yêu thú thi thể, đáng tiếc lệnh bài toàn bộ bị đào đi. Để hắn càng thêm buồn bực là, hắn tới tay 12 mai lệnh bài bên trong, vậy mà năm mai đều là màu đen. Huyết luyện quy tắc, nhất định phải đạt được 9 loại màu sắc khác nhau lệnh bài các ba cái, cũng không phải là nói thu hoạch được tùy ý 27 mai lệnh bài là được, giang giật đoán chừng có một hai loại lệnh bài khẳng định phi thường thưa thớt nếu không cái này huyết luyện độ khó tựu cũng không lớn. Sắc trời dần dần tối xuống, Giang giật cũng không có tìm địa phương qua đêm dự định, cái này linh thú Sơn học viện hắn nhất định phải đi vào, Giang tiểu nô nhất định phải cứu sống tới, nếu là đến cuối cùng không có biện pháp, hắn coi như liều mạng đoạt cũng muốn đoạt. Tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm hơn một canh giờ, Giang giật lần nữa săn giết một cái yêu thú, sắc trời đã tối dần, phụ cận người cũng nhiều, hiển nhiên dưới núi yêu thú đều bị thanh lý xong, người phía dưới đi lên. Ngay tại cái này qua đêm, Giang giật nhìn thấy phía trước có một cái rừng cây nhỏ, rừng cây này cũng không lớn, bốn phía đều là hoang dã, có bất kỳ yêu thú đột kích cũng sẽ lập tức phát hiện. Hắn tại trong rừng cây giò xét một phen, xác định không có bất kỳ cái gì yêu thú, lúc này mới tìm tới trong đó lớn nhất một cây đại thụ bò lên, tại một cái trên trà cây ngồi xếp bằng, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hắn hắc sắc nguyên lực đã tiêu hao tám tia, thả ra một lần bạo nguyên trưởng nguyên lực cũng tiêu hao quá nhiều, hắn nhất định phải kịp thời bổ sung, để tránh tao ngộ tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nuốt một viên địa nguyên đan, Giang giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực sau bắt đầu tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, tu luyện 10 tia hắc sắc nguyên lực chỉ cần là gần nửa canh giờ, theo Giang Vân Hải thuyết pháp hắn tốc độ tu luyện dị thường, tuyệt đối nhưng so sánh thanh vân bảng 10 vị trí đầu thiên tài. 10 tia hắc sắc nguyên lực rất nhanh bổ sung hoàn tất, Giang giật mặc dù đói bụng đến hoa hoa gọi, nhưng cũng chỉ có thể cố nén, cải luyện Giang thủy quyết tiếp tục tinh luyện màu lam nguyên lực sau một canh giờ hắn ngừng lại cũng không phải là bởi vì hắn đói đến không chịu nổi mà là bị nơi xa một trận thanh âm huyên náo đánh thức hắn thân thể như là báo đi săn nhẹ nhàng lập tức bò lên gỡ ra nồng đậm cành lá hướng nơi xa nhìn lại rất nhanh hắn yên tâm lại nơi xa đi tới cũng không phải là yêu thú mà là sáu bảy thiếu niên thiếu nữ sang giật xem mọi người tốc độ cũng không có quá để ý bởi vì đám người này chỉ có một thiếu nữ là chú đỉnh cảnh bắt trọng còn lại đều là chú đỉnh cảnh giới lục thất trọng đối với hắn không có uy hiếp Tiểu thư, bên kia có cái rừng cây nhỏ, chúng ta ngay tại cái này hạ trại a. À. Đúng vậy a, à, tiểu thư cái này Hoang Sơn giã địa đi cái nào tìm sơn động ngay tại cái này qua đêm đi. Tốt a, à, các ngươi đi dò xét một phen. Trong đêm yên tĩnh, bên kia thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Giang giật nhíu mày, đây chính là hắn phát hiện ra trước địa phương. Hắn ẩn thân địa phương nếu như bị đám người này phát hiện, đến lúc đó bị bá rất vội vàng tựu nổi nóng. Giang giật lo lắng là dư thừa đám người này mệt mỏi một ngày đoán chừng phi thường buồn ngủ, có ba cái thiếu niên bốn phía dạo qua một vòng, căn bản đều không có hướng trên đại thụ cẩn thận kiểm tra, tùy ý liếc mấy cái liền trở về phục mệnh. Giang giật trầm tư một trận, nhìn thấy bọn hắn rời đi hắn hơn 10 trượng khoảng cách hạ trại, cũng không đi quản bọn hắn. Có đám người này tại phụ cận hắn còn vừa vặn an tâm đi ngủ, có người miễn phí thay hắn gác đêm. Hắn từ phía sau lưng gói nhỏ bên trong lấy ra lương khô cùng nước sạch bắt đầu ăn, Đôi ánh trăng nhìn qua nơi xa một đám người rất bận rộn, dùng đơn sơ công cụ trống lên một cái hai cái lều nhỏ, hẳn là cho bọn hắn ở trong duy nhất hai vị thiếu nữ ở. Vị tiểu thư này tư sắc rất không tệ, đáng tiếc giống như hành vi có chút quá lỗ mãng. Giang giật tại cao mấy trượng trên đại thụ, phía dưới cử động hắn đều nhìn thấy rõ ràng, vị tiểu thư kia thực lực rất không tệ, là đoàn đội bên trong tối cường, chú đỉnh cảnh bát trọng. Niên kỷ nhìn gần giống như hắn, dáng người trước lồi sau lõm, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng rất là tinh xảo, đáng tiếc lơ đáng ở giữa toát ra tới một tia mị thái, để Giang giật thấy rất rõ ràng, cặp kia mắt to tổng cũng cảm giác đang câu người. Xa xa xa, đột nhiên kia hai tên tiểu thư vậy mà đi ra doanh địa, hướng Giang giật bên này đi tới, Giang giật thân thể co rụt lại còn tưởng rằng các nàng phát hiện chính mình, vội vàng ngừng thở, không dám nhìn nhiều. Tiểu thư, ngay tại cái này đi, bọn hắn không nhìn thấy đâu, tốt kha à, hỉ nhi, ngươi cho ta nhìn một chút. Để Giang giật thở dài một hơi chính là, hai người đi đến rời đi hắn xa hai trượng địa phương ngừng lại, cũng không có hướng hắn bên này đi tới, hiển nhiên cũng không phải là phát hiện hắn. Hắn cắn một cái thịt khô, hiếu kỳ gỡ ra lá cây hướng ra phía ngoài nhìn lại, muốn nhìn một chút hai người này làm cái quỷ gì. Kết quả, sau đó một màn để giang giật kém chút cắn mất đầu lưỡi, tên kia tiểu thư đi đến một cái bụi cỏ về sau, vậy mà bắt đầu cởi áo nới dây lưng, tựa hồ chuẩn bị đi tiểu tiểu thư hiển nhiên sợ doanh địa người bên kia đi tới, sở dĩ mặt là hướng về phía bên kia, mà cái mông là hướng về phía giang giật, nhìn thấy tiểu thư kia vung lên váy dài, lộ ra hai bên trắng bóng, nghe rõ ràng ảo ảo âm thanh, giang giật cả người như là bị xét đánh. Tối nay mặt trăng rất tròn, giang giật bản thân là chú đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, thị lực đã rất, sở dĩ một màn trước mắt nhìn rõ ràng, thậm chí một đạo màu trắng dòng nước theo câu giữa đùi chảy xuống, hắn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lộc cộc lộc cộc, Giang giật mới 16 tuổi, chưa bao giờ trải qua chuyện tình nam nữ đối với nữ hài tử vẫn là tỉnh tỉnh mê mê tuổi trẻ giờ phút này kia trải qua được trường hợp như vậy lập tức mặt đỏ như lửa đốt không ngừng nuốt nước bọt toàn thân đều khô nóng khó nhịn phía dưới một cái lều nhỏ cũng đính đến lão cao mặc dù hắn cho rằng dạng này nhìn lén người khác nữ hài tử cũng không đúng nhưng này hai bên trắng bóng cái mông như nam châm ánh mắt của hắn làm sao cũng rời không ra đi mà tại cái kia tiểu thư đi tiểu xong theo bản năng run lên cái mông giang giật trong miệng lương khô cũng nhịn không được nữa phun tới liên thanh ho khan ai tiểu thư đã bị kinh động như thiểm điện nhấc lên váy ánh mắt như dao hướng giang giật bên này quét tới vừa vặn xuyên thấu qua cành lá cùng giang giật con mắt đối vừa vặn xâm tặc ta giết ngươi tiểu thư một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhỏ máu trong mắt cũng đằng đằng sát khí nhanh chóng đem váy buộc lại sách theo đặt ở bên cạnh một thanh kiếm tự hướng giang giật vọt tới giang giật bị dọa gần chết vội vàng nhấc lên bao khỏa lộn nhào hướng dưới cây lao nhanh mà xuống, một lát không dám dừng lại hướng nơi xa bỏ chạy. Hưu, cây nhỏ lâm viễn chỗ những người còn lại đã bị kinh động, toàn bộ cầm vũ khí hướng giang giật đuổi theo, tiểu thư kia thực lực là chú đỉnh cảnh bát trọng tốc độ so giang giật nhanh hơn, chỉ là một lát liền đã tiếp cận giang giật. Hắc sắc nguyên lực, giang giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi dưới chân, tốc độ thoáng cái như gió chỉ điện giật, trong chớp mắt tiểu lướt đi đi đến 10 trượng, chờ hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ sau lại lần triệu tập, tiếp tục đoạt mệnh lao nhanh. Hắn cũng không phải là sợ đám người này, là không mặt mũi gặp người A. Mặc dù hắn không phải cố ý đi nhìn lén, nhưng luôn cảm giác làm tặc bị người phát hiện, xấu hổ khó nhịn. Tiểu thư nhìn thấy giang giật tốc độ thoáng cái bạo tăng, chỉ là mấy lần trong chớp mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng, lập tức vừa tức vừa giận dậm chân cắn răng nói, tiểu tặc, ta nhớ kỹ người bộ dáng, người đừng cho ta nguyệt mị nhi gặp được nếu không ta lột da của ngươi ra. Hô hô, Giang giật tiêu hao 78 tám tia hắc sắc nguyên lực, lao nhanh ra ngoài mấy trăm trượt, xác định người phía sau không có đuổi theo mới dừng lại há mồm thở dốc, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ cùng bất đắc dĩ. Cái này còn không có vào học viện tự chọc trêu chọc hai nhóm người, xem ra tiến vào học viện muốn điệu thấp đều không được a. À. Chương 73, xúc tu quái. Giang giật tại một cái động đá nhỏ bên trong qua đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền dậy, xa xa lách qua vùng này, đi ước chừng một canh giờ đường mới bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Cái này một ngày lạ thường bình tĩnh, mặc dù săn giết yêu thú lúc khi rảnh rỗi vậy mà gặp được có người, nhưng cũng không có người xuất thủ cướp đoạt, giang giật bản thân mình càng không khả năng cầm mạnh mẽ lang yếu cướp đoạt người khác lệnh bài, sở dĩ cái này một ngày ngược lại là rất bình tĩnh. Cái này một ngày giang giật thu hoạch cũng không lớn, vẻn vẹn săn giết 12 con yêu thú, mà lại trong đó có ba cái lệnh bài đều là màu đen. Hắn giờ phút này trong tay tổng dùng có 24 mai lệnh bài, lại có 8 cái lệnh bài tất cả đều là màu đen. Chỉ có 8 loại nhan sắc lệnh bài, còn lại một loại nhan sắc vậy mà không có cho tới một viên. Giang giật âm thầm cấp bách, chỉ còn lại cuối cùng một ngày, giống như còn làm không đủ lệnh bài hắn lần này huyết luyện liền muốn thất bại. Ngày thứ ba, Giang giật trời còn chưa sáng liền dậy, bốn phía nhất chuyển lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người, rất rõ ràng rất nhiều người đều không có lộng cú lệnh bài, tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng uy vị tiểu ca này chờ chút tại một đầu trên đường núi giang giật bị một cái mập phì tiểu mập mạp ngăn lại đôi mắt của hắn lập tức lạnh xuống ám đạo người này nếu là dám đánh hắn chủ ý hắn không để tâm phản đoạt một phen tiểu mập mạp ăn mặc không tệ đáng tiếc giá người quá mức mập mạp tốt nhất cầm bào bị hắn trà đạp hai tay của hắn giơ cao đi tới cho thấy không có ác ý ngăn cách ba trượng đứng thẳng cười nói hắc hắc vị tiểu ca này trên tay ngươi có hay không lệnh bài a ta ra giá cao mua sắm mua lệnh bài Giang giật kinh ngạc, nghĩ lại đã có thể đoạt vậy khẳng định cũng có thể mua, học viện cũng mặc kệ làm sao ngươi tới, chỉ cần lệnh bài đầy đủ là được, hắn nhếch miệng nói, không có. Ta còn chưa đủ muốn mua đâu, ngươi tìm người khác đi. Ngươi muốn mua, mập mập một đôi bị trên mặt giữ tợn chen lấn phá lệ ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, cười hắc hắc nói, vị tiểu ca này, trên tay của ta có một ít sư thừa lệnh bài. Nếu không bán cho ngươi ngươi có thể ra bao nhiêu tử kim một viên. Ừ, Giang giật trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi, người có cái gì nhan sắc lệnh bài bao nhiêu tiền một viên? Mập mập cười nói, nói thật tiểu ca ta mua rất nhiều lệnh bài, liền là dùng để bán, người thiếu cái gì lệnh bài ngoại trừ kim sắc còn lại đều có, 100 lượng tử kim một viên. Cái này tình cảm là cái gian thương A, linh thú sơn huyết luyện thế mà cũng dám đầu cơ trục lợi buôn bán. Giang giật cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức nhướng mày, trên người hắn tài chính cũng không nhiều, trần chờ một trận hắn hỏi, ta không có nhiều như vậy từ kim dùng địa nguyên đan đổi như thế nào còn có vì sao không có lệnh bài màu vàng óng địa nguyên đan đồ tốt ga mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói thành một viên địa nguyên đan đổi một viên lệnh bài tiểu ca ngươi xem một chút tranh lệch màu gì lệnh bài còn như lệnh bài màu vàng óng ngươi không biết sao lệnh bài này là ít nhất nhiều nhất chỉ có một trăm mai mà cái này huyết luyện mỗi lần yêu thú đều khoảng ngàn con vận khí không tốt đừng nói ba ngày coi như mười ngày đều không lấy được quả nhiên là dạng này. Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh kiểm lại một chút thiếu khuyết lệnh bài, từ trong ngực lấy ra mấy viên địa nguyên đan cùng tiểu mập mạp giao dịch. Đại ca quả nhiên là cái người sảng khoái, cầu chúc ngươi thành công tiến vào học viện, tiểu đệ gọi tiền vạn quán, ngươi gọi ta tiểu vạn là được, về sau nếu là tiến vào học viện còn hy vọng đại ca nhiều hơn chiếu cố A. Tiểu mập mạp thu giang giật địa nguyên đan, thái độ càng thêm thân mật, xương hô cũng thay đổi. Hắn cùng giang giật nói chuyện tào lao hai câu, nhìn thấy nơi xa lại có một đám người đi tới, vội vàng xin lỗi một tiếng bồi tiếu hướng đám người kia nhanh chân đi đi, thật xa tiểu quát, chư vị đại ca, nhưng có dư thừa lệnh bài tiểu đệ giá cao mua xuống. Tiền vạn quán quả nhiên là trời sinh gian thương A, à. giang giật âm thầm cảm khái, tâm tình ngược lại là tốt đẹp, chỉ là hao tốn một chút địa nguyên đan tự tập hợp đủ không chọn vẹn lệnh bài, cũng chỉ muốn tìm lệnh bài màu vàng óng là đủ chỉ có 100 mai lệnh bài màu vàng óng xem ra những ngày lệnh bài màu vàng óng khẳng định để tại rất là hung tàn yêu thú trên thân. Giang giật suy nghĩ một trận, nhanh chóng bôn tẩu, sau nửa canh giờ, hắn tại một đảo khe rãnh bên trên ngừng lại. Cái này khe rãnh rất là tĩnh mịch, từ phía trên xem tiếp đi đen kịt một màu, cũng không biết phía dưới ẩn giấu đi dạng gì yêu thú. Bất quá giang giật nhìn mấy lần, trong lòng ngược lại là có dự cảm phía dưới khẳng định có cường đại yêu thú. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng phía dưới yêu thú tự có lệnh bài màu vàng óng trầm tư một trận giang giật dứt khoát tại phụ cận tìm kiếm rất mau tìm đến một đầu dốc đứng đường nhỏ hắn thận trọng hướng xuống mặt đi đến chỉ là hạ một nửa một cỗ mùi hôi rét lạnh khí tức tự truyền đến để giang giật có một loại nghĩ nôn mửa xúc động tiếp tục hướng phía dưới đi đến tia sáng cũng càng ngày càng mờ giang giật bên lỗ mũi đột nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi vội vàng triệu tập một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt hướng phía dưới quét tới sắc nguyên lực khẽ động, giang giật thị lực trở nên phá lệ kinh khủng, phía dưới mặc dù tia sáng dị thường ám, nhưng sở hữu tràng cảnh lập tức thu vào trong mắt. Uệ, cái này xem xét lại làm cho giang giật kém chút phun ra, thân thể cũng nhanh chóng hướng lên trên mới chạy đi, hắn nhìn thấy khe rãnh dưới đáy chiếm cứ một cái bạch tuộc hình dạng yêu thú. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là giờ phút này phía dưới có bốn cỗ thi thể, kia bạch tuộc yêu thú xúc tu chính vòng quanh một cái thi thể đang nhấm nuốt. Mặt đất chân cụt tay đứt, ruột nội tạng giải đầy một chỗ, Chàng cảnh kia cũng là giang giật, nếu như là những người khác khẳng định sẽ bị sợ choáng váng. Xuy suy, phía trên tiếng vang kinh động đến phía dưới yêu thú, mấy đầu xúc tu lập tức như cây mây hướng lên trên mới phóng tới, trong chớp mắt tụ đuổi kịp giang giật hướng hắn thân thể quấn tới. muốn chết, giang giật trong tay thanh minh kiếm nhất thiểm, loạn lên một nửa hình tròn đối sau lưng xúc tu hung hăng chém tới. ầm, um, để giang giật rất là ngoài ý muốn chính là, một cái xúc tu lại bị hắn nhẹ nhõm chặt thành hai đoạn, cái này yêu thú nhìn rất là hung tàn nhục thể phòng ngự lại kém như vậy. Suy suy, còn lại phương diện xúc tu lại mà đến, Giang giật cũng không đoái hoài tới kinh nghi, vội vàng giao găm khẽ đảo hướng mặt khác hai cái xúc tu vạch tới, kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, thanh minh kiếm nhẹ nhõm đem hai cái xúc tu cho chặt đứt. Không đúng, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo hàn khí, để Giang giật giật mình tỉnh lại, hắn đột nhiên quay đầu lại đầy mắt chấn kinh, mới vừa rồi bị hắn chém đứt xúc tu lại khôi phục như lúc ban đầu, thoáng cái đem hắn thân thể cho cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi cái này xúc tu quái xúc tu có thể tự động mọc ra. Giang giật quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy mặt khác hai bên ngoài bị chém đứt xúc tu cũng mọc ra, lập tức tỉnh ngộ lại. Nhưng hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, thân thể của hắn đã từ giữa không trung bị mãnh nhiên hướng hẻm núi hạ kéo đi, kia xúc tu quái thú một tấm tinh hồng miệng rộng tấm đến lão đại, bên trong răng cưa hình dáng răng nhọn hiện ra hàn quang, giống như giang giật bị cắn trúng, hạ chàng chắc chắn sẽ không quá mỹ diệu. Liêu mạng, giang giật không có phản kháng, chỉ là giả bộ thân thể uốn éo thoáng cái trơ mắt nhìn xem mình bị xúc tu mang theo hướng kia tinh hồng miệng lớn đưa đi ba thước hai thước là được xúc sinh chịu chết đi giang giật bạo hống lúc đầu bị cuốn lấy tay trái đột nhiên uốn éo động trong tay thanh minh kiếm tại một đầu trên xúc tu lướt qua xúc tu bị chặt đứt hắn tay trái trong nháy mắt khôi phục tự do hắn như thiểm điện vung vẩy tay trái ở trên người mặt khác mấy cây trên xúc tu vẽ mấy lần đồng thời tay phải hắn bên trên màu xanh lam sẫm nguyên lực vần quanh đối quái thú miệng lớn đột nhiên vỗ xuống oanh tình huống lần này nguy cấp như vậy giang giật tự nhiên không có khả năng lại bảo tồn thực lực bạo nguyên trưởng là toàn lực ném ra nương theo lấy một đạo ánh sáng chói mắt lấp lánh toàn bộ hẻm núi đều rung động hai bên trên vách đá mảnh bùn nhau nhau rơi xuống chấn thiên tiếng nổ tại bốn phía quanh quẩn để giang giật màng nhĩ đều kém chút rung ra huyết tới phốc giang giật bị dư âm nổ mạnh đánh bay ra ngoài. Ngược một trận đau nhức, đứng lên tự cuồng phún một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn trước tiên hướng kia xúc tu quái thú quét tới, xem xét phía dưới đầy mắt kinh ngạc. Hắn một trường này tuyệt đối nhưng so sánh tử phủ cảnh nhất nhị trọng võ giả một kích toàn lực, cái này xúc tu quái thú vậy mà không chết mặc dù thân thể cao lớn bị tạc đến máu thịt be bét, nhưng nó thân thể còn tại lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục. Viên kia hạt châu màu xanh lục, Giang giật liếc mắt liền thấy được kia xúc tu quái thú trong thân thể một viên hạt châu màu xanh lục, hạt châu này phóng thích ra u u lục quang, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, xem xét cũng không phải là phàm vật. Cái này xúc tu quái có thể khôi phục thân thể khẳng định là hạt châu này nguyên nhân, đó là cái bảo vật A. Giang giật hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Lập tức hắn không để ý thân thể bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, nổ bắn ra mà lên cầm trong tay thanh minh kiếm hướng xúc tu quái đánh tới. mươi 74, làm cái sinh ý, suy suy, thanh minh kiếm là bảo khí, nguyên khí quán chú phía dưới vô cùng sắc bén, cái này xúc thủ thú bị giang giật đả thương nặng, ngay tại phục hồi như cũ bên trong căn bản không có cách nào công kích, thanh minh kiếm không ngừng lấp lóe rất nhanh liền mang đi cái này xúc tu quái mảng lớn huyết nhục. Hạt châu, giang giật nhìn xem kia như mắt rồng lớn hạt châu màu xanh lục, trong mắt đều là nóng rực, rất mau đem phụ cận huyết nhục nạo, tay phải hóa thành lợi chảo nhanh chóng tìm tòi hướng hạt châu chụp tới. Không đúng, tại giang giật tới gần hạt châu trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn con người lạnh lẽo, cưỡng ép đè xuống trong lòng mãnh liệt tham lam, không có chút gì do dự quay người lui nhanh mà đi. Oanh, toàn bộ quái thú thân thể đột nhiên vỡ ra, kêu uy lực nổ tung thậm chí lấn át giang giật vừa rồi bão nguyên trưởng, cường đại lực trùng kích đem giang giật thân thể nổ bay ra ngoài, để hắn áo bào tầng tầng bạo liệt, rất nhiều nơi đều máu thịt be bét, còn tốt hắn kịp thời kẹp lấy hai chân, nếu không sợ là tiểu đệ đệ đều có thể bị tạc bay. Giang giật đứng lên cuồng phún một ngụm máu đêm, cũng may thời khắc nguy cấp nhất hắn không có lựa chọn tiếp tục đi lấy hạt châu màu xanh lục, mà là lập tức lui nhanh, bằng không hắn coi như không bị nổ chết, khẳng định cũng sẽ bị trọng thương nổ thành tàn phế. Quả nhiên là đồ tốt, khủng bố như thế bạo tạc, lại không có nổ tung. Giang giật nhìn thấy trong một góc, một viên hạt châu màu xanh lục còn tại phóng thích ra lục quang nhàn nhạt lập tức mừng rỡ. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, từ phía sau lưng trong bao lấy ra một viên địa giai thuốc chữa thương nuốt vào, cũng không đi quản hạt châu màu xanh lục, ngồi xếp bằng chữa thương. Vừa rồi hắn toàn lực thả ra bão nguyên trưởng, thân thể dị thường suy yếu, sau đó lại mạnh mẽ công kích, cuối cùng lại bị nổ tổn thương, thân thể của hắn suy yếu đến cực hạn, giống như còn không chữa thương tĩnh dưỡng, sợ là tùy ý đến một tên chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả đều có thể diệt sát hắn. Sau nửa canh giờ, địa giai thuốc chữa thương dược lực tiêu hao sạch sẽ, Giang giật lại lấy ra một viên tiếp tục luyện hóa, thân thể cũng khôi phục một chút, mặt ngoài thương thế không sai biệt lắm khép lại, thể lực cùng nguyên khí cũng khôi phục rất nhiều. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Giang giật suốt cuộc thở ra một hơi thật dài, theo trong bao lấy ra một bộ trường bào chụp vào đi lên, lúc này mới đứng dậy hướng viên kia hạt châu màu xanh lục đi đến. Đây là cái gì hạt châu? Hạt châu nhập thủ một trận ôn lương, giữ tại trong lòng bàn tay dị thường dễ chịu, Giang giật nhìn kỹ vài lần cũng không có phát hiện có chỗ đặc biệt, hắn nghiên cứu một hồi, cuối cùng linh cơ khẽ động, vận chuyển một chút nguyên lực đem hạt châu màu xanh lục bao phủ đi vào kết quả hạt châu màu xanh lục một điểm phản ứng không có giang giật mơ hồ trái xem phải xem thử rất nhiều biện pháp thậm chí còn đem hạt châu ngầm tại trong miệng nhưng hạt châu này không có một chút phản ứng không có đạo lý a à, cái này xúc tu quái có được quỷ dị như vậy thần thông phải cùng hạt châu này có rất lớn quan hệ a à mà lại như thế hung tàn bạo tạc hạt châu này đều vô sự hạt châu này khẳng định là bảo vật a à. giang giật buồn bực thì thào vốn cho là còn được đến một viên trí bảo, xem ra là một phế vật. Lần nữa nghiên cứu nửa nén hương thời gian, xác định hạt châu này vô dụng về sau, Giang giật cũng không có thời gian đi dò xét, trực tiếp ném vào trong bao đứng dậy bốn phía nhìn một cái. Rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, trong góc hắn thấy được một tấm lệnh bài, mà lại nhan sắc tựa như là kim sắc. Hắn xài bước đi tới nhặt lên, quả nhiên là linh thú sơn học viện lệnh bài, vẫn là thưa thất nhất lệnh bài màu vàng óng. Hắn thở ra một hơi thật dài, lần này liều mạng kết quả không để cho hắn thất vọng cũng đã chứng minh lệnh bài màu vàng óng hoàn toàn chính xác đều để tại cường đại yêu thú trên thân đúng rồi sang giật đang chuẩn bị bò lên trên khe rãnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện phía dưới này tựa hồ có bốn cỗ thi thể trên người bọn họ nhưng có lệnh bài cố nén buồn nôn mùi máu tươi hắn bắt đầu ở bốn cỗ trên thi thể tìm kiếm rất mau tìm đến bốn người cất giữ đồ vật gói nhỏ mở ra về sau để hắn mừng rỡ không thôi bốn người này xem ra thực lực cũng không tệ lắm trên thân lệnh bài hết thảy có hơn 20 khối, trọng yếu nhất chính là trên người một người lại có một viên lệnh bài màu vàng óng. Còn kém một khối, Giang giật mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tướng lệnh bài cất kỹ, còn có bọn hắn trong bao đan dược tử kim toàn bộ cầm, bất qua bốn người binh khí không dám cầm, vạn nhất bị người hiểu lầm là hắn giết liền phiền toái. Hắn đối bốn người thi thể cúc ba lần cung, không có thay bọn hắn vùi lấp, linh thú sơn đạo sư sau đó khẳng định sẽ đến tuần tra, nếu là hắn chôn bốn người này người nhà sợ là ngay cả nhặt xác đều không có cơ hội. Ngoài ý muốn đạt được hai cái lệnh bài màu vàng óng, giang giật toàn thân cũng dễ dàng rất nhiều, bò lên trên khe rãnh không có lập tức rời đi, mà là tại phụ cận tìm một cái yên lặng địa phương tiềm ẩn, tiếp tục chữa thương cùng khôi phục nguyên lực. Uống hay, sau một canh giờ rưỡi, hắn bị nơi xa từng đợt tiếng huyên náo kinh động đến, cảm nhận được thương thế tốt bảy tám phần, nguyên lực cùng thể lực cũng khôi phục được không tệ, liền vội vàng đứng lên theo trong bụi cỏ bò lên ra, bước nhanh hướng tiếng huyên náo đầu nguồn kín đáo đi tới khá lắm xem xét phía dưới giang giật âm thầm giật mình phía trước hoang dã bên trong vậy mà tại phát sinh đại quy mô hỗn chiến liếc nhìn lại ít nhất có gần trăm người song phương riêng phần mình mấy chục người bất quá đều không có mang theo binh khí mặc dù như thế trên mặt đất cũng đổ hạ hai ba mươi người rất nhiều người đều bị đả thương nặng a à, chiến vô song cũng tại giang giật thấy được hai người quen chiến vô song cùng thiếu nữ mặc áo đen kia đứng ở một bên xem náo nhiệt cũng không có tham chiến dấu hiệu. Mà các loại giang giật tại tham chiến trong đám người quét qua lúc, lại lần nữa phát hiện một người quen, một cái căn bản không có khả năng ra nơi này người quen. Giang kỳ lân tổn thương vậy mà toàn bộ tốt lúc này mới hai ngày thời gian A, chẳng lẽ hắn phục dụng thiên giai thuốc chữa thương. Giang giật rất là kinh nghi, nhìn ra ngoài một hồi lại phát hiện rất nhiều người đều tại phụ cận vụng trộm người xem, người càng ngày càng nhiều hắn cũng không dám dừng lại thêm, sợ gặp được đêm hôm đó thiếu nữ kia. Tại hắn đang chuẩn bị rời đi lúc, phía trước trong bụi cỏ một cái có đầu rụt cổ bóng người đột nhiên đối với hắn liên tục ngoắc đại ca đại ca bên này một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến giang giật xem xét đúng là cái kia tiểu mập mạp tiền vạn quán dừng một chút hắn tới gần thấp giọng hỏi tiền vạn quán ngươi gọi ta làm gì hắc hắc đại ca ta muốn cùng ngươi làm cái sinh ý tiền vạn quán một mặt người xúc nụ cười vô hại lôi kéo giang giật áo bảo lại gần thấp giọng nói ra đại ca ngươi chỉ cần ra tay giúp ta trọng thương giang kỳ lân bên kia 10 người Ta cho ngươi một ngàn tử kim như thế nào? cái gì đầu óc ngươi không có bệnh? giang giật con người đột nhiên trợn to, giống như xem não tàn nhìn tiểu mập mạp một chút, quay đầu bước đi. chớ đi a, à, đại ca, tiểu mập mạp liền vội vàng kéo giang giật, tiếp tục cười nói, giá cả dễ thương lượng, hai ngàn như thế nào? giang giật trên trán đều là hắc tuyến, chừng mắt tiểu mập mạp nói, đây không phải có tiền hay không vấn đề, ta không sao đi đắc tội giang kỳ lân, ngươi cho rằng ta chán sống sau đây chính là giang gia công tử? hắc hắc, tiểu bàn tử không chấp nhận cười nói, giang gia công tử lại như thế nào đánh rồi thì thôi, chấn Tây Vương cũng sẽ không quản, mà lại ở đây so với hắn tôn quý ít nhất có 5 người, hắn tính toán cái chim. Dạng này, ngươi giúp ta một lần, ta cho ngươi một viên lệnh bài màu vàng óng như thế nào? Một viên lệnh bài màu vàng óng, giang giật có chút tâm động, hắn còn kém một viên lệnh bài màu vàng óng, phía trước chiến trường hỗn loạn như thế, hắn thừa dịp loạn xuất thủ trọng thương 10 người, người vấn đề không lớn, hắn chỉ là lo lắng Giang Kỳ Lân thu được về tính sổ sách. Ba ba, liều mạng, nghĩ đến đã đắc tội Giang Kỳ Lân một lần, Giang giật cũng không thèm đếm xỉa, Giang tiểu nô sự tình cần gấp nhất. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, hạ giọng nói, lệnh bài trước cho ta, ta thay người bán mạng đi. Đúng rồi, ngươi làm sao như vậy tin tưởng ta có thể trọng thương 10 người. Hắc hắc, tiểu mập mạp hai con mắt cười thành một đường, hạ giọng nói ra, sát khí, giữa sân nhiều người như vậy, là thuộc ngươi cùng chiến vô song sát khí dày đặc nhất, chiến vô song không chịu xuất thủ, ta chỉ có thể tìm ngươi, đại ca thực lực khẳng định không chỉ mặt ngoài điểm ấy a à, hắc hắc, đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi có thể vào học viện, Giang Kỳ Lân không động được ngươi. chương 75, Thất Đại Thế Gia 3. Giang giật nhìn xem cái này tiểu mập mạp một mặt nghiêm mặt, đưa tay đối sau gáy của hắn liền là trùng điệp vỗ, tức giận nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, thiếu cho ta xả những này loạn thất bát tao a. À. Giang giật cũng không phải bị người thổi phồng thoáng cái tiểu quên họ gì ngu xuẩn, sát khí hắn giết bao nhiêu người trên thân có thể có cái gì sát khí ở đây đại gia tộc công tử cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người trên tay người nào không có mấy đầu mạng người. Cái này tiểu mập mạp nhìn người xúc vô hại, thành thật có thể tin, người bình thường thật đúng là cho hắn chập chờn Bị giang giật đánh một cái, tiểu mập mạp tiền vạn quán cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, đại ca, quả nhiên là cái cao nhân, vậy ta cũng không giấu che đậy dịch, kỳ thật ta người này có một loại năng lực đặc thù người nào không tầm thường ta một chút ba giang giật lại một bàn tay quét tới cả giận nói nói những thứ này nữa nói nhảm ta có thể đi đừng khác đừng a à, đại ca tiền vạn quán giữ chặt giang giật rốt cục nói lời nói thật kỳ thật ngày đó ngươi cùng giang kỳ lân khai chiến ta ngay tại bên cạnh chỉ bất quá ta ẩn núp vị trí tương đối xảo diệu người cùng chiến vô song đều không nhìn thấy mà thôi hừ giang giật hừ lạnh một tiếng lúc này mới không truy cứu nữa, lập tức lại hiếu kỳ hỏi, người tại sao muốn để cho ta đối phó Giang Kỳ Lân chẳng lẽ các người có thù? Tiền vạn quán dừng một chút, oán hận nói ra, Giang Kỳ Lân quá bá đạo, ngày đó hắn không phải bị chiến vô song cắt ngang chân sao hôm trước cùng hôm qua thiên đều tại dưỡng thương làm trễ nải săn giết yêu thú, cái này không? Sáng sớm hôm nay tiểu triệu tập phụ thuộc Giang gia võ giả, liên hợp trưởng tôn gia người bắt đầu trắng trợn cướp đoạt lệnh bài. Ngay cả chúng ta người đều không buông tha, chỉ như vậy một cái buổi sáng, chúng ta người cho bọn hắn đã thương 10 cái, lệnh bài đều bị cướp sạch, lúc này mới kích thích chúng nộ, liên thủ đối phó bọn hắn. Các ngươi các ngươi là gia tộc gì các ngươi không sợ Giang gia thu được về tính sổ sách Giang giật càng thêm tò mò. Sợ cái gì chỉ cần chấn Tây Vương mặc kệ, ai có thể làm gì chúng ta. Tiểu mập mạp có chút tự ngạo nói, nhìn lướt qua Giang giật, gặp hắn hoàn toàn không hiểu giải thích, thần võ quốc ngoại trừ vương thất ngoài có thất đại thế gia. Trường tôn gia đệ nhất, Giang gia thứ hai, đệ tam là chiến gia, đệ tứ chính là chúng ta tiền gia, đằng sau còn có Long gia, Thái sử gia, ảnh gia. Chúng ta mấy nhà trưởng bối chưa từng quản đời kế tiếp sự tình, chỉ cần không giết chết trực hệ từ tôn làm sao náo đều được, đánh thắng gia tộc còn sẽ có ban thưởng. Dạng này a, à, Giang giật có chút đã hiểu, cái này thần võ quốc mấy đại siêu cấp thế gia cùng thiên võ thành mấy gia tộc lớn không có khác biệt lớn a, à, tuổi trẻ hậu bối tùy ý náo, chỉ cần không ra mạng người là được. Không bằng hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ trấn tây vương giang biệt ly là thần võ quốc đệ nhất cường giả giang ra vậy mà xếp hạng đệ nhị đại ca xem ra đối thần võ quốc rất nhiều tình huống không hiểu a à. tiểu mập mạp nghe được giang giật hỏi thăm giải thích trường tôn gia quyền thế ngập trời thái hậu là trường tôn gia đương đại hoàng hậu cũng là trường tôn gia thái tử phi cũng là trường tôn gia mà lại bổn quốc đệ nhất quân cơ đại thần cũng là trường tôn gia đương đại vương thượng không thế nào quản sự trường tôn gia không sai biệt lắm là thay thế hắn nhiếp chính Giang gia cũng là gia một cái giang biệt ly, nếu không đệ nhị đều chưa có xếp hàng, chiến gia thế nhưng là vạn năm thế gia chiến thần nhất tộc a. Hắc hắc, còn như chúng ta tiền gia, toàn bộ thần võ quốc thương hội có một nửa là gia tộc bọn ta, long gia, thái sử gia thì là quân đội đại biểu, ảnh gia thì là thế giới dưới đất phương giả, thích khách gia tộc. Lần này hỗn chiến người đừng nhìn ít người, đây chính là trưởng tôn gia cùng giang gia đang đối kháng với chúng ta tứ đại gia tộc, chiến gia một mực trung lập, giống như chiến gia gia nhập chúng ta bên này hai nhà bọn họ con em chúng ta một lần nhìn liền có thể đánh một lần nha giang giật xem như nghe hiểu bất quá lại cảm giác vấn đề này càng thêm khó giải quyết đó căn bản không phải một trận phổ thông hỗn chiến mà là sáu đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ tại lẫn nhau phân cao thấp đâu nếu là hắn xuất thủ vạn nhất bị điều tra ra sẽ phải tiếp nhận trưởng tôn gia cùng giang ra tức giận nhưng không xuất thủ giờ phút này đã đến vào lúc giữa trưa một cái buổi xế chiều hắn chưa hẳn tự có vận khí tốt như vậy nhất định có thể được đến lệnh bài màu vàng óng. Đại ca, đừng lo lắng, cái này cho ngươi. Tiểu mập mạp đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối thật mỏng mặt nạ, đưa cho Giang giật nói, đây là mặt nạ ra người, người đeo lên không ai có thể nhận ra ngươi. Lại nói chỉ cần tiến vào học viện, trong học viện không cho phép tùy ý động thủ. Bằng vào đại ca thực lực, Giang kỳ lân dám thế nào mà lại lần này ngươi giúp chúng ta, ở trong học viện chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Giang giật tiếp nhận nhân phẩm mặt nạ, nhìn kỹ dưới cắn răng dán tại trên mặt đưa tay nói lệnh bài lấy ra đi tiền vạn quán rất là hào sảng lấy ra lệnh bài đưa cho giang giật nói cho hắn biết chỉ cần đi giữa sân công kích tay áo bên trên không có đai đỏ người là được nhìn thấy giang giật hướng trong chiến trường nhanh chóng kín đáo đi tới tiền vạn quán lập tức hướng về sau mặt vẫy vẫy tay một thiếu niên theo trong bụi cỏ xông tới cúi đầu nói tiền thiếu đi thông chi chúng ta người cái này mang theo nhân phẩm mặt nạ chính là mình người khác đừng đã ngộ thương Tiền vạn quán dặn dò một tiếng, lại hướng xa xa chiến vô song nhìn thoáng qua, phân phó nói, lại nói cho chiến vô song một tiếng. Người này chính là ngày đó cứu hắn muội muội người, để hắn nhìn xem đủ. Cái này, người kia trần chờ nhìn lướt qua chiến vô song, nghi ngờ nói, chiến ra một mực trung lập, chiến vô song sẽ ra tay. Ngu xuẩn, tiền vạn quán chửi nhỏ một tiếng, người cho rằng ta lãng phí một viên lệnh bài màu vàng óng, thật nghĩ dựa vào người này hắn có thể giúp chúng ta thắng còn không phải muốn thông qua hắn để chiến vô song xuất thủ sao chỉ cần chiến vô song xuất thủ, ta tự có cơ hội đem hắn kéo đến chúng ta trận danh đến, tiếp theo đem chiến ra lôi xuống nước, đến lúc đó chúng ta ngũ đại gia tộc liên hợp, tự hoàn toàn có thể đối kháng trưởng tôn ra cùng giang ra. Uống hay, chiến đấu phía trước vẫn như cũ rất là kịch liệt, song phương đều có tổn thương, rất nhiều người đều bị thương ngã xuống đất, giữa sân cũng đa số đều là chú đỉnh cảnh thất trọng trở lên võ giả, càng có hai người vẫn là tử phủ cảnh nhất trọng võ giả, bất quá hai người đang đối chiến, cũng là không cần cố kỵ bọn hắn. Có tiền vạn quán phát ra tín hiệu, bên này người cũng không có công kích giang giật, giang giật chú đỉnh cảnh ngũ trọng thực lực cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Trọng thương 10 người, giang giật cười lạnh, loại này hỗn chiến đối với hắn có lợi nhất. Hắn lặng yên xông vào trong đám người, nhìn thấy phía trước có hai tên chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả ngay tại kịch chiến, vội vàng bước chân lóe lên sông tới, triệu tập một lần hắc sắc nguyên lực đi con mắt khóa chặt một người, huyễn ảnh quyền phóng thích, ba cái quyền ảnh gào thét mà đi. Tứ đại gia tộc nhân cánh tay bên trên đều có đai đỏ, cái này phi thường tốt phân biệt, giang giật cũng không sợ ngộ thương. Lan đi, người kia nhìn thấy giang giật liên thủ công kích mà đến, không chút kinh hoàng, dù sao giang giật thực lực quá thấp. Chợt quát một tiếng, phân ra một tay nắm hướng giang giật ba cái nắm đấm quét tới, vốn cho rằng bằng vào lực lượng cường đại cùng tốc độ, có thể nhẹ nhõm chấn thương giang giật. Nào ngờ Giang giật tại nửa đường đột nhiên biến chiêu, nắm đấm hóa thành chiến ti thủ, thoáng cái bắt hắn lại cánh tay đột nhiên uốn éo, đồng thời hai cái đùi như xả tiên hướng người kia công kích mà đi. ầm um, một người khác nhìn thấy tốt như vậy chiến cơ tự nhiên lập tức tăng lớn công kích lực độ, thoáng cái đem người này trọng thương ngã xuống đất. Xong một cái, tiếp tục, Giang giật xác định người này mất đi sức chiến đấu, lập tức tiếp tục du tẩu, bằng vào cường đại lực phản ứng, phối hợp bên này người đánh lén công kích, thực sự không được tụ lợi dụng hắc sắc nguyên lực tăng phúc lực lượng, cứng đối cứng. Chỉ là ngắn ngủi một nén hương thời gian, bởi vì Giang giật gia nhập, lại để Giang Kỳ Lân bên kia đã thương nặng 6, 7 người, lúc đầu bên này ở vào yếu thế, thoáng cái tựu ngang hàng. A à, tiểu tử này thật đúng là rất đột nhiên chẳng lẽ hắn thật che giấu thực lực. Giang giật biểu hiện để tiểu mập mạp rất là kinh ngạc, hắn nguyên bản không có ý định dựa vào Giang giật, chỉ là muốn thông qua hắn đem chiến vô song lôi xuống nước mà thôi. Tiểu tạp toái, muốn chết, Giang giật lực lượng mới xuất hiện, thành công đưa tới Giang Kỳ Lân bên kia cường giả chú ý, một vị chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả trọng thương một người, lập tức lấn người hướng Giang giật vào tới, còn không có tới gần một đôi tay tự hóa thành mạn thiên trảo ảnh, đem Giang giật toàn thân bao phủ đi vào. chương 76, nhìn lầm, chiến vô song, người còn chưa động thủ giúp hắn, bên kia đứng thẳng hắc y thiếu nữ nhìn thấy Giang giật gặp nguy hiểm, lập tức mặt lạnh hướng chiến vô song nói. Hai người tiếp vào tiền vạn quán truyền tin một mực chú ý giang giật. Không phải ta không hiểu có ơn tất báo, chúng ta chiến ra một mực trung lập như thế trường hợp nếu là xuất thủ ngày sau khẳng định vô cùng phiền phức sẽ còn ảnh hưởng cao tầng đánh cờ chiến vô song lắc đầu thân thể không nhúc nhích tí nào lườm giang giật một chút cười nhạt lại nói ngươi không phải nói người này thực lực so với ta còn mạnh hơn ai có thể tổn thương hắn hư hắc y thiếu nữ tức giận xoay người đi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giang giật nàng ngày đó nói giang giật so chiến vô song thực lực cường đại dù sao chỉ là một loại cảm giác còn có khi khí chiến vô song ý nghĩ, đáy lòng cũng không cho rằng Giang Giật có thể thắng chiến vô song, dù sao chiến vô song là chiến thần nhất tộc thế hệ này truyền nhân. Oanh, nhưng mà, sau đó tràng cảnh, để chiến vô song cùng hắc y thiếu nữ còn có trốn ở trong bụi cỏ tiểu mập mạp sợ ngây người. Giang Giật đột nhiên đánh ra một trường, một cỗ cường đại nguyên lực nổ tung lên, kia chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả lại một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị tạc đến gần chết. Bá bá bá, một mảnh ánh mắt quét tới, người của hai bên mặc dù nhiều, nhưng là chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả mỗi lần bên cạnh cũng chỉ có mười mấy, giống như Giang giật nhẹ nhóm có thể một chiêu trọng thương một tên chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, như vậy thắng lợi cán cân nghiêng sẽ lập tức hướng bên này chút xuống. Uống, Giang giật bằng vào bão nguyên trưởng trọng thương một người, thân thể cũng không có một lát ngừng, mang theo vừa rồi chi uy. Tại phụ cận một tên chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả còn không có phản ứng trước đó, lần nữa hung hăng một quyền đem một người đập bay. Hắn cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh cảnh ngũ trọng, dùng hợp hắc sắc nguyên lực khí lực đã đạt đến cửu mã chi lực, nhưng so sánh chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, đánh lén phía dưới trọng thương một tên chú đỉnh cảnh thất trọng võ giả quá đơn giản. Là ngươi, Giang Kỳ Lân nhìn Giang giật một trận, bắt đầu nhìn hắn thân thể có chút quen mắt, rất nhanh nhớ tới bạo nguyên trưởng, hoàn toàn tỉnh mộ nổi giận hét lớn ta giết ngươi. Còn đứng ngây đó làm gì công kích, Giang giật thân thể đã đến một tên khác võ giả bên người, lúc đầu có một người cùng hắn đối diện chiến, lại bị Giang giật bên kia chiến đấu hấp dẫn đều quên công kích, Tại Giang giật một tiếng quát lớn phía dưới, lập tức tỉnh ngộ cuống quýt phối hợp Giang giật công kích. ầm, um, Giang giật hiệp đồng cái này võ giả nhẹ nhõm đem một người trọng thương, không đợi Giang kỳ lân vào tới, lập tức vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi bắp chân, tốc độ thoáng cái tiêu thăng. Lần này hắn không tiếp tục công kích, mà là hướng tiểu mập mạp phương hướng tiêu xạ mà đi, chớp mắt liền chui tiến vào trong bụi cỏ. Tiền vạn quán, ta giúp các ngươi đả thương nặng 10 người, sự tình phía sau tựu giao cho ngươi. Giang giật cùng tiểu mập mạp nói một tiếng, lập tức vận chuyển cuối cùng một tia hắc sắc nguyên lực hướng nơi xa chạy như điên. Hắn thả ra bạo nguyên trưởng, trong thân thể nguyên lực tiêu hao quá nhiều, vừa rồi lúc công kích hắc sắc nguyên lực cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, tự nhiên không còn dám dừng lại thêm. Uy, đại ca chờ chút, tiểu mập mạp tỉnh ngộ lại, vội vàng hoảng sợ nói, đại ca, ngươi lại ra tay làm nhiều mấy người a, à, ta có thể cho thêm ngươi tử kim hoặc là lệnh bài. Giang giật bước chân không có một lát dừng lại, thẳng tắp hướng nơi xa phóng đi, mấy cái trong chớp mắt tự biến mất vô tung vô ảnh. Người này vậy mà thật che giấu thực lực, tiểu mập mạp nhìn qua giang giật biến mất phương hướng nháy nháy mắt có chút ảo não, lần này hắn nhưng là thua thiệt, chiến đấu phía trước thắng hay thua cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn thông qua giang giật để chiến vô song xuất thủ, kết quả không đợi chiến vô song xuất thủ, giang giật lại nhẹ nhõm đả thương nặng 10 người. Tiền vạn quán trầm ngâm một trận, rất nhanh lại hít mắt nở nụ cười, đưa tới một người nói, đưa tin xuống dưới, để gia tộc thám tử tra một chút người này tư liệu, 15-16 tuổi tổng hợp chiến lược tổng cộng đến tử phủ cảnh không phải thất đại thế ra con em cũng có như thế thiên tư ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Thấy không, chiến vô song, bên kia hắc y thiếu nữ trong mắt đều là nhảy cấng, quay đầu cùng chiến vô song cười lạnh nói, ta nói không sai a à người này tuyệt đối che giấu thực lực, chú đỉnh cảnh cửu trọng một chiêu liền có thể trọng thương, hắn thực lực tuyệt đối không kém gì ngươi. Chiến vô song màu đồng cổ trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa thay sờ sờ hắc y thiếu nữ đầu, không ngờ nàng lại tránh thoát đi nụ cười trên mặt hắn không giảm gật đầu nói người này cũng coi là cái quái tài mặt ngoài vậy mà chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng giống như hắn có thể vào học viện liền để hắn cùng ta lăn lộn đi ta bảo bọc hắn hư hắc y thiếu nữ tựa hồ cùng chiến vô xong có chút không đúng quay đầu không phục nói ra ai che đậy ai còn không nhất định đâu được rồi chúng ta lên núi đi học viện đi chiến vô xong liếc qua chiến trường nói tiền vạn quán phái ra viện binh chiến đấu này cũng kết thúc trưởng tôn thôn long vậy mà liên hợp giang kỳ lân thằng ngu này, thế nào lại là tiền vạn quán tên yêu quái này đối thủ. Bên kia chiến đấu quả nhiên hiện ra thiên về một bên xu thế, trong bụi cỏ ẩn tàng hơn 10 người đột nhiên xuất thủ, nguyên bản bởi vì giang giật xuất thủ phối hợp công kích bên kia tự tổn thất nặng nề, giờ phút này càng là tan tác như núi đổ. Tốt, đều dừng tay đi, lần này coi như chúng ta bại, tiền vạn quán, cút ra đây đi. Giữa sân kia hai tên đối chiến tử phủ cảnh nhất trọng võ giả bên trong một người chợt quát một tiếng, Toàn trường đều ngừng lại. Đã một phương nhận thua, một bên khác chắc chắn sẽ không đuổi đánh tới cùng, dù sao đánh xuống tổn thương người hội càng nhiều. Tiểu Mập Mạp cười tủm tỉm đi ra, mặt mũi tràn đầy người vật vô hại, hắn chiến lực không mạnh, nhưng tứ đại gia tộc người lại đều dùng hắn cầm đầu, thậm chí tên kia tử phủ cảnh võ giả đều ánh mắt nhìn về phía hắn. "Các vị đại ca, ta cũng đã sớm nói, hòa khí sinh tài, người xem dạng này chém chém giết giết thêm không tốt." Tiểu Mập Mạp hướng bốn phía chắp tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn gia tử phủ cảnh thiếu gia cùng Giang Kỳ Lân nói, "Đã Trưởng Tôn thiếu gia nói không đánh, vậy liền không đánh, mặt mũi này ta khẳng định phải cho tích, đương nhiên chúng ta lần tổn thất này." Đừng xem, Chiến Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười lôi kéo Hắc Y thiếu nữ lên núi đỉnh chạy đi, vừa đi còn một bên cười khổ lắc đầu nói, "Đàm phán không người là cái này tài nô đối thủ, lần này Trưởng Tôn thôn Long cùng Giang Kỳ Lân phải đại xuất huyết." Chiến Vô Song một cái tay mang theo Hắc Y thiếu nữ nhanh chân như như lưu tinh lên núi đỉnh trực tiếp chạy đi. Đám người chung quanh cũng nhanh chóng tán đi, tìm kiếm lệnh bài tiếp tục tìm kiếm lệnh bài, đã lộng cú lệnh bài trực tiếp lên núi đỉnh linh thú sơn học viện đi đến. Giang giật lệnh bài đủ rồi, không bằng hắn nhưng không có trực tiếp lên núi, mà là tìm kiếm một cái yên lặng địa phương, dòng giã tu luyện hai canh giờ, chờ đến gần đang lúc hoàng hôn mới thanh tỉnh lại. Hưu, hắc sắc nguyên lực đã chứa đầy, nguyên lực cũng khôi phục hơn phân nửa, giang giật sau khi tỉnh lại không để ý tới đói đến hoa hoa kêu bắp thịt trực tiếp hướng rốt cục núi cao chạy như điên tốn hao hơn nửa canh giờ tại phía tây bầu trời hồng nhật sắp hạ sơn thời điểm mới đã tới trên đỉnh núi học viện này thật khí phái vừa mới bò lên đỉnh núi giang giật phóng nhãn nhìn một cái cả người đều chấn động phía trước đỉnh núi rất là bằng phẳng liếc nhìn lại càng nhìn không đến giới hạn đập vào mắt đều là từng mảnh từng mảnh lầu các viện tử cũng không biết có bao nhiêu tòa ngay phía trước là một cái bằng phẳng rộng lớn quảng trường, một tòa cao lớn cửa đá sừng sững tại quảng trường phía trước, năm cái hào hùng khí thế linh thú sơn học viện chữ lớn tại trên cửa đá rồng bay phượng múa, tựa như năm đầu cự long muốn bay lên mà đi. Trên quảng trường đứng thẳng gần 300 người, cũng có hơn 10 vị đạo sư an tĩnh đứng ở phía trước, giang giật vừa lên đến, vô số ánh mắt lập tức quét tới. a à, tên sát tinh này vẫn là thông qua được huyết luyện, giang hận thủy cùng liễu hà con ngươi co rụt lại, liếc nhau âm thầm sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, hai người trong đầu không hiểu có loại dự cảm, Giang giật tiến vào linh thú sơn học viện, có lẽ không được bao lâu, toàn bộ học viện sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất. chương 77, Thế tử Điện Hạ, cơ thính vũ cùng cái kia băng sơn Mỹ nhân tô như thuyết đạo sư đôi mắt đẹp phát sáng lên, chiến vô song cùng bên cạnh hắc y thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Mấy người đối với Giang Giật có thể thu được đầy đủ lệnh bài một điểm không cảm thấy kỳ quái, Giang Giật thực lực trong mắt bọn hắn thế nhưng là rất mạnh mẽ. Lệnh bài, một tên đạo sư đi tới, Giang giật liền tranh thủ trong bao lệnh bài toàn bộ lấy ra ngoài, đạo sư kia lại hỏi thăm Giang giật danh tự tuổi tác, lúc này mới hướng đạo sư trong đám quát khẽ nói, học viên Giang giật, đạt được lệnh bài tổng 47 mai, thông qua huyết luyện, trước mắt xếp hạng thứ 18. soạt lời của đạo sư gây nên một mảnh xôn xao, Giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng, có thể thông qua huyết luyện còn xếp hạng phía trước 20 hẳn là Giang giật cùng chiến vô song đồng dạng cũng là đặc thù chủng tộc che giấu thực lực hoặc là Giang giật thân phận đặc thù vù vù đúng lúc này đỉnh núi một bên khác mấy người tiêu xạ mà lên hấp dẫn chú ý của mọi người giang giật vội vàng nhanh chóng đi vào trong đám người lúc này mới theo ánh mắt mọi người nhìn lại cái này xem xét phía dưới sắc mặt hắn lập tức trầm xuống tới là trưởng tôn gia vị thiếu gia kia còn có giang kỳ lân tiểu mập mạp tiền vạn quán bọn người đám người này vừa rồi tại phía dưới còn chém chém giết giết giờ phút này lại tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh hòa hòa khí khí đi tới đi lên riêng phần mình đem linh bài dao đi lên những người còn lại giang giật mặc kệ cái này giang kỳ lân thế nhưng là nhận ra hắn dùng giang kỳ lân bản sự hắn tiến vào học viện chẳng mấy chốc sẽ tìm đến a đây chính là thần võ quốc đời thứ hai gia công tử a cơ thính vũ để hắn điệu thấp ta không nghĩ tới còn không có vào học viện liền đã đắc tội một đại nhân vật mặc kệ nó binh đến tướng chắn nước đến đất chặn dù sao trong học viện không thể ẩu đả giang kỳ lân còn có thể dùng ánh mắt cùng nước bọt giết chết ta giang giật khe khẽ thở dài thân thể ẩn vào trong đám người không muốn để cho Giang Kỳ Lân bọn người nhìn thấy. Ai ngờ cái kia tiểu mập mạp tiền vạn quán ánh mắt quét qua, đột nhiên vẻ mặt tươi cười hướng Giang Giật nhích lại gần. thật xa tiểu kêu lên, đại ca, người tại cái này a, à, hải ta một trận dễ tìm. Giang Giật con người lạnh lẽo, theo bản năng hướng Giang Kỳ Lân nhìn lại, quả nhiên thấy hắn chính nhìn chăm chú lên chính mình, trong con người đều là sát ý. nhìn thấy tiểu mập mạp thân mật đi tới, Giang Giật lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay đối sau gáy của hắn liền là thoáng cái thấp giọng mắng tiền vạn quán, người cố ý chính là không phải. Tiểu mập mạp bị đánh thoáng cái, không có nửa điểm sinh khí, ngược lại nịnh nọt cười nói, hắc hắc, đại ca đừng có dùng lo lắng nhiều như vậy, ta cam đoan giang kỳ lân không dám chọc ngươi, coi như hắn dám chọc ngươi ta tuyệt đối gọi người giúp ngươi đập hắn. Giang giật bay một cái liếc mắt, cái này tiểu mập mạp rất là muốn ăn đòn, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Chẳng biết tại sao hắn đối với cái này thần võ quốc đệ tứ gia tộc công tử hắn nửa điểm không có e ngại, ngược lại rất cảm thấy thân thiết, tựa như tiểu đệ của mình. có lẽ đây cũng chính là tiểu mập mạp mị lực cá nhân, trời sinh năng lực, có thể khiến người ta tiêu trừ cảnh giác cùng hắn giao hảo. a, à, rất nhiều biết rõ tiền vạn quán thân phận người lại là nội tâm chấn động, nhao nhao suy đoán giang giật thân phận, dám đập cái này tiểu mập mạp đầu người đó cũng đều là mãnh nhân a. cái này tiểu mập mạp nhìn từ bề ngoài người xúc vô hại, rất nhiều người bị hắn làm sao âm chết không biết. hưu, đột nhiên phía dưới lại xông lên một người. Giang giật ánh mắt quét qua lập tức co rụt lại, thân thể trốn ở tiểu mập mạp đằng sau, hạ giọng nói ra, đừng làm rộn, giúp ta cản cản. Tiểu mập mạp phát hiện là một tên thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt nhỏ sáng lên lập tức lộ ra nụ cười bị ổi lại gần nói ra, đại ca, cái này nguyệt mị như thế nhưng là vương thành nguyệt ra tiểu thư A, làm sao? Ngươi cùng nàng có một chân hoặc là ngươi làm có lỗi với người ta sự tình. Không có sự tình, đừng nói chuyện. Giang giật hơi đỏ mặt, đầu càng thêm thấp mấy phần, cũng may cái này Nguyệt Mị Nhi đưa trước lệnh bài đờ vào trong đám người, không nhìn thấy giang giật. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, không ngừng có người lên đỉnh núi, rất nhanh sắc trời hoàn toàn đen lại, một tên đạo sư quát khẽ, đã đến giờ, lần này linh thú sơn huyết luyện dừng ở đây. Một tổ tổng cộng có 260 người thông qua, tổ 2 45 người. Chúc mừng các ngươi, một tổ sẽ thành học viện chính thức học viên, tổ hai toàn bộ trở thành ký danh học viên, phía dưới xin tất cả học viên đi theo đạo sư vào học trong nội viện, sắp xếp chỗ cư trú. Đạo sư lời nói nói xong, trên quảng trường mấy trăm người hưng phấn hướng trong học viện đi đến, bất quá bởi vì sắc trời hoàn toàn đen lại, trong học viện phong cảnh thấy cũng không tinh tường. Ở trong học viện đổi tới đổi lui, tại sắp bị lượn quanh choáng thời điểm, Giang giật cuối cùng bị một tên đạo sư an bài cùng ba người ở tại trong một khu nhà nhỏ. Đại ca, xuyên phận A, chúng ta thế mà tại trong một cái viện lại, về sau còn hy vọng đại ca nhiều hơn chiếu cố. Tiểu mập mạp lại bị an bài cùng giang giật một cái ký thúc xá, một đường cùng giang giật điệp điệp vù vù không ngừng, giang giật coi thường hắn trực tiếp đi vào trong tiểu viện. Cái tiểu viện này rất là đơn giản, chỉ có bốn cái phòng nhỏ, bất quá bên trong đệm chăn dụng cụ ngược lại là mới. Giang giật trời sinh tính không thích cùng nhiều người liên hệ, gặp hai người khác không nói gì, riêng phần mình tìm kiếm một cái phòng tiến vào, hắn cũng lười nhiều lời lựa chọn sử dụng một cái phòng đi vào. Hưu, tiểu bàn tử không xảy ra ngoài ý muốn đi theo vào, Giang giật đem bao khỏa sau khi để xuống đột nhiên đột nhiên vận chuyển nguyên lực, một tay nắm tiểu mập mạp cổ trực tiếp đè lên tường, con người cũng biến thành vô cùng băng lãnh, trầm giọng quát tiền vạn quán, người cố ý đi theo ta, đến cùng có gì giáp tâm. A, à, tiểu mập mạp có chút hoảng sợ nghi ngờ kêu lên, đại ca, người nói cái gì ta không hiểu a. À? Hừ hừ, Giang giật cười lạnh hai tiếng, trong ánh mắt hàn quang dạng dỡ, quát khẽ, người đường đường thần võ quốc thất đại thế gia công tử, Hội ở tại loại này đơn sơ tiểu viện vừa rồi ngươi cùng một cái đạo sư nháy mắt ra dấu, cho là ta không thấy được dùng thân phận của ngươi cùng thủ đoạn, coi như vào ở chính thức học viên, thậm chí tinh anh học viên cao cấp viện tử cũng rất đơn giản a, à, đừng tìm ta đùa nghịch thủ đoạn, ta người này ghét nhất những thứ này. Đại ca quả nhiên thông minh, tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một tia đắng chát, lắc đầu nói, đại ca trước buông ra đi, ta đối với ngươi không có ác ý. Giang giật buông tay ra, tiểu bàn tử không lại vui cười, nghiêm mặt nói ra, Giang giật nói thật đích thật là ta để người đạo sư kia an bài cùng ngươi ở chung, người đạo sư kia là chúng ta tiền ra người, còn như vì sao muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ, là bởi vì chiến vô song thiếu ngươi một cái nhân tình, ta muốn thông qua ngươi kết giao chiến vô song. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ngươi người này, ngươi càng đáng giá ta tiền vạn quán kết giao, đại ca thiên tư chắc tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ba, Giang giật một bàn tay đập vào tiểu mập mạp cái ót, cả giận nói, nói những thứ này nữa nói nhảm, có tin ta hay không đem ngươi ném vào trong nhà xí? Tốt à, ta nói thật, tiểu mập mạp ủy khuất nhìn xem Giang giật, nhìn thấy hắn lại muốn đánh, liền vội vàng khoát tay nói, ta sở dĩ nghĩ kết giao đại ca, là bởi vì ngươi. Thân phận, thân phận của ta, Giang giật ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến Giang Vân Hải, đôi mắt càng lạnh hơn, một bàn tay đảo qua đi cả giận nói, ngươi điều tra ta không đúng. Chúng ta mới nhận thức bao lâu ngươi coi như điều tra thế nào giải đến nhanh như vậy hắc hắc, tiểu mập mạp nhếch miệng cười nói, đại ca ngươi xem thường năng lực của ta, lại nói các ngươi thiên võ thành giang hận thủy, cơ thính vũ bọn người mang theo hạ nhân, tùy ý hỏi một chút liền có thể biết rõ. Giang giật hồ nghi quét tiền vạn quán một chút, hỏi thân phận của ta ngươi biết ta là thân phận gì. Tiểu mập mạp sắc mặt lần nữa trở nên trang nghiêm, đột nhiên không người thật sâu vái chào, nói tiền vạn quán bài kiến thế tử điện hạ. mươi 78, Nguy cơ, ầm, tiền vạn quán lời vừa mới nói xong, Giang giật tự một cước đột nhiên đá vào trên người hắn, đem hắn thân thể đạp ra ngoài trọn vẹn một trượng xa, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giận dữ, quát lạnh nói tiền vạn quán, đùa nghịch ta rất khỏe đùa thế từ cái này từ có thể gọi bậy ngươi là muốn cho ta bị chém đầu cả nhà sao. Ôi, tiền vạn quán bỏ lên, vuốt vuốt ngực vẫn không có sinh khí, ngược lại nghi ngờ nhìn qua giang giật, nhìn hắn không giống giả mạo, lúc này mới hỏi, giang giật, giang vân hải không có nói cho ngươi biết thân thế theo chúng ta tiền ra tình báo suy tính, ngươi tuyệt đối là trấn tây vương nhi tử giang nghịch lưu đệ đệ cùng cha khác mẹ giang giật thân thể run lên nhưng vẫn là rất không tin tưởng cười lạnh nói chứng cứ đâu ngươi dựa vào cái gì nói ta là trấn tây vương nhi tử ta còn nói ngươi là con của ta đâu tiểu mập mạp nhịn không được cười lên lắc đầu nói giang giật kỳ thật ngươi hẳn là đoán được một chút a à nếu không ngươi sẽ không như thế nổi giận giang vân hải đã từng là vương phủ nội viện tổng quản có một lần hắn bởi vì làm sai chuyện kém chút bị giết là một vị ở tại Vương phủ nữ tử mở miệng cầu tình lúc này mới bị miễn chết một lần, bất qua cuối cùng vẫn là bị đánh quẻ chân. Việc này tại trấn Tây Vương phủ gây rất lớn, rất nhiều người đều biết rõ, hắn nhận vị nữ tử này làm chủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nữ tử này lai lịch không người biết được, nàng bị Giang Biệt Ly mang vào Vương phủ ở 2 năm, Vương phủ nhưng không có cho nàng bất luận cái gì danh phận, tại Giang Biệt Ly leo lên trấn Tây Vương chi vị sau còn đột nhiên rời đi. Mà tại nàng rời đi về sau Giang Vân Hải cũng cáo bệnh về tới quê quán Thiên Võ Thành, theo chúng ta an bài tại trấn Tây Vương Phủ nội tuyến truyền về tin tức, nữ tử kia lúc rời đi trong bụng đã có chút hài tử. Giang Vân Hải trở lại Thiên Võ Thành sau một mực ở tại Giang Gia, ba năm sau mới đột nhiên rời đi ôm trở về đến hai cái hải nhi, đó chính là người cùng thị nữ của ngươi. Đã Giang Vân Hải nhận ngươi làm thiếu chủ, như vậy thân phận của ngươi tự lại rõ ràng cực kỳ. Giang giật nghe tiền vạn quán, một câu không nói nhưng sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong con ngươi quang mang lấp lóe cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiền vạn quán đứng lên, trầm mặc một trận, cảm khái nói, nói đến nữ tử kia cũng là kỳ nhân, không có ai biết nàng kêu cái gì, đến từ gia tộc gì, chỉ là biết rõ nàng họ áo, người này không chỉ có có vẻ như thiên tiên còn thực lực kỳ cao, thậm chí ngay từ đầu đều so Giang Biệt Ly mạnh mẽ rất nhiều. Giang Biệt Ly nghe nói phi thường yêu vị nữ tử này, chỉ là chẳng biết tại sao về sau không có cưới nàng ngược lại lấy trưởng tôn ra một vị tiểu thư, nữ tử này cũng không hiểu thấu rời đi vương phủ. Oanh, Giang giật nghe đến đó đầu như nổ lên một đạo như lôi đình, hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là Giang Vân Hải đã từng nói lời nói. Mẫu thân ngươi là chủ nhân của ta, không phải nàng ta Giang Vân Hải đã sớm chết, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, năm đó ta thể cả một đời hiệu chung cùng nàng. Còn như phụ thân ngươi, theo phu nhân thuyết pháp, ngươi không có phụ thân phu nhân cùng người kia như thế cường đại, thiếu chủ tư chất làm sao lại tranh lệch. Phụ thân người rất cường đại, nhưng hắn năm đó từ bỏ phu nhân, không phải hắn phu nhân cũng sẽ không chết, sở dĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi tìm hắn, thậm chí ta đều không muốn nhìn thấy hắn, nếu không ta sợ ta sẽ liều mạng cũng muốn ám sát hắn. Giang Vân Hải lộ ra tin tức không nhiều, nhưng là mỗi một câu nói cùng giờ phút này tiền vạn quán tình báo đối chiếu, đều vô cùng phù hợp. Sự tình cũng rất giống phi thường sáng suốt, Giang Biệt Ly gặp mẫu thân hắn, hai người yêu nhau trở lại vương phủ. Tại vương phủ mẫu thân hắn cứu được Giang Vân Hải một mạng, sở dĩ Giang Vân Hải nhận nàng làm chủ. Sau đó Giang Biệt Ly không biết nguyên nhân gì không có cưới mẫu thân hắn, mẫu thân hắn người mang lục giáp ôm hận rời đi, tại sinh hạ hắn hai năm sau buồn bực sầu não mà chết, đem hắn cùng Giang Tiểu Nô giao phó cho Giang Vân Hải. Đồng thời phong ấn hắn đan điền, Giang Vân Hải ký ức, nói rõ không muốn để cho Giang giật biết rõ thân thế, để hắn bình thường tại thiên võ thành sống hết đời. Giống như tiểu mập mạp không có lửa hắn, tiền gia tình báo không sai, như vậy hắn thật rất có thể là chấn Tây Vương tử riêng, cái gọi là thế tử điện hạ. Hô, suy đoán ra thân thế của mình, giang giật không chỉ có không có nửa điểm vui sướng, ngược lại trong đầu đều là oán giận chi khí. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, hắn không có nửa điểm tán đồng cảm giác, cũng như mẹ hắn thân nói, hắn không có phụ thân. Trước kia không có, không có, về sau cũng không có đôi mắt của hắn đột nhiên phiếm hồng nhìn chằm chằm tiền vạn quán hung tợn nói ra tiểu mập mạp ngươi nghe cho ta ta giang giật là cô nhi ta không có cha mẹ chuyện này ngươi nếu là dám chuyển ra ngoài ta coi như liều mảng cũng sẽ chu sát ngươi ây tiền vạn quán có chút mơ hồ hắn để cho người ta điều tra giang giật căn cứ tình báo rất nhanh suy tính ra giang giật thân phận này mới khiến người an bài hắn cùng giang giật một cái phòng vốn là muốn cùng giang giật thành lập quan hệ tốt đẹp Chờ sau này Giang giật trở lại Giang gia vạn nhất kế thừa trấn Tây Vương chi vị, chuyện này với hắn đối với tiền gia đều là thật to chuyện tốt, lại không nghĩ rằng Giang giật đối Giang gia như thế mâu thuẫn. Hắn xem Giang giật bộ dạng này, cũng không dám quá thuyết phục, gật đầu nói, được, việc này ta cam đoan không truyền ra ngoài, bất quá tình báo của người quá rõ ràng, tùy ý một người đi thiên võ thành điều tra thêm liền có thể biết rõ, người muốn giấu giếm thân phận trừ phi đem thiên võ thành người toàn bộ giết. Nếu là Giang Kỳ Lân đi tra tư liệu của ngươi, lại đến báo cho trấn tây vương ừ giang giật nhướng mày có chút bối rối giang vân hải từng tại trong vương phủ làm qua sự tình còn trước mặt mọi người nói giang giật là hắn thiếu chủ nếu như giải nội tình người một đoán liền có thể minh bạch ai tiền vạn quán xem giang giật bộ dạng này còn người nhất truyền tận tình khuyên nhủ giang giật trấn tây vương nói thế nào cũng là ngươi cha ruột các ngươi sớm muộn cũng muốn nhận nhau năm đó trấn tây vương khẳng định không biết mẫu thân ngươi người mang lục giáp nếu không những năm này nhất định trở về tìm ngươi. Nếu như ngươi trở thành tiểu thế tử, đối với về sau phát triển sẽ có lớn lao trợ giúp, ngươi muốn làm gì cũng liền đơn giản. Ngậm miệng, Giang giật sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tiền vạn quán quát, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không có phụ thân, coi như Giang biệt ly ra trước mặt ta, ta cũng sẽ một đao chặt hắn. Về sau ngươi còn dám nói lời như vậy, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Giang Vân Hải đã từng nói, hắn có thể đi tìm phụ thân hắn nhận nhau, bất quá về sau tựu hai người sẽ không còn gặp mặt. Đối với hắn mà nói Giang Vân Hải sau cái kia cái gọi là phụ thân trọng yếu nhiều, mà lại phụ thân hắn năm đó còn từ bỏ mẫu thân hắn, lúc này mới dẫn đến mẫu thân hắn ôm hận chết đi, cho nên đối với người phụ thân này, hắn không có nửa điểm hào cảm, ngược lại đều là hận ý, khắc cốt minh tâm hận. Điên rồi, tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy mập phì thịt lắc một cái, Giết Giang Biệt Ly sợ là Giang Giật mới có cái này dũng khí nói đi đây chính là đại lục cấp cao nhất cường giả một trong, thần võ quốc cường giả trí tôn. Ra ngoài, Giang Giật đột nhiên chỉ vào ngoài cửa đối tiền vạn quán giống lên, tiểu mập mạp run lên cái mũi ngượng ngùng đi ra ngoài. Giang Giật trực tiếp bổ nhào vào trên giường, thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu như bột nhão rối loạn. Hắn suy nghĩ lung tung một trận, rất nhanh ngồi dậy vuốt vuốt mặt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân tích tình huống. Rất nhanh hắn xác định một điểm, Mặc kệ phụ thân hắn có phải hay không giang biệt ly, hắn cũng sẽ không nhận nhau, dù sao làm cô nhi nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quen. Tiếp theo hắn phải nghĩ biện pháp gặp Giang Vân Hải một mặt, đem sự tình triệt để biết rõ ràng, lại nghĩ biện pháp che giấu thân thế. Thân thế của hắn nhất định phải che giấu, một khi lộ ra ánh sáng hoặc là bị người hữu tâm biết rõ, hắn cùng Giang Vân Hải tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, phải biết Trấn Tây Vương còn có một đứa con trai gọi Giang Nghịch Lưu thử hỏi một cái trăm phần trăm có thể kế thừa vương ra tước vị thế tử điện hạ, biết mình còn có một cái cùng cha khác mẹ con riêng đệ đệ, có thể hay không trăm phương ngàn kế giết chết hắn bảo đảm người kế thừa của hắn tư cách. Đáp án là khẳng định, chương 79, có ta ở đây không ai dám động tới ngươi. Âm, um, Giang giật nghĩ thông suốt sự tình, ra khỏi phòng một cước đem tiểu mập mạp cửa phòng đạp ra, đem đang xem một phần tư liệu tiểu mập mạp giật nảy mình. Tiểu bàn tử không lưu ngân dấu vết thu hồi quyển sách trên tay sách, cười khổ nói ra, đại ca, Ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút a môn này hỏng, ta về sau làm sao ngủ a à? Giang giật cũng không đi truy cứu hắn đang nhìn cái gì, dừng một chút nói ra tiền vạn quán, người có thể giúp ta truyền cái tin tức cho ta đại gia ra sao. Giang Vân Hải, tiền vạn quán nhướng mày, nhẹ gật đầu tùy ý nói ra, cái này đơn giản, người muốn cái gì thời điểm gặp hắn. Hôm nay đã muộn, trời sáng đi, Giang giật không chút khách khí ngồi tại tiểu mập mạp trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói tiền vạn quán, Ngươi có thể giúp ta làm sự kiện không việc này nếu là làm thành, ta giang giật thiếu ngươi một cái nhân tình. Ừ, tiền vạn quán mắt nhỏ bên trong quang mang sáng lên, rất nhanh cười tủm tỉm nói ra, đại ca, khách khí a ta đã nhận ngươi làm đại ca, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, đừng nói ân tình không ân tình, ngươi nói đi, ta toàn lực đi làm chính là. Ba, giang giật một bàn tay đảo qua đi, đem tiểu mập mạp đánh cho tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn, hắn nghiêm mặt nói ra, tiền vạn quán, muốn cùng ta giang giật làm bằng hiếu người tiểu thu hồi điểm ấy khôn vặt ta ghét nhất người dối trá tiểu mập mạp nụ cười trên mặt ngưng kết sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói được đại ca ngươi nói đi người nhân tình này ta chắc chắn phải có được giang giật nở nụ cười khổ ngươi cũng không sợ thua thiệt ta ân tình vạn nhất không đáng tiền đâu hắc hắc tiền vạn quán vỗ vỗ bộ ngực nói ngươi yên tâm chúng ta tiền ra con em nhất hiểu liền là làm ăn muốn làm sinh ý đầu tiên phải học hội xem người trong mắt của ta đại ca ngươi tuyệt không phải vật trong ao Ngươi nhân tình này đáng giá ta toàn lực đầu tư, đây chính là một vốn bốn lời sự tình. Giang giật phút cầm nói, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp ta che giấu thân phận, mặc kệ ta có phải hay không người kia nhi tử, giống như việc này truyền đến Giang nghịch lưu trong tai, ngươi hẳn phải biết hắn hội trăm phương ngàn kế xử lý ta. Đúng, tiền vạn quán nhẹ gật đầu, dùng Giang nghịch lưu tâm cơ, nếu là hắn biết rõ ngươi thân phận, nhất định sẽ làm cho người xuất thủ. Trừ phi ngươi đưa người thân phận công bố thiên hạ, để Trấn Tây Vương cũng biết, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi không có khả năng cả một đời trốn ở trong học viện. Nói tiền vạn quán lông mày nhăn, trầm mặc thật lâu, mới cười khổ nói ra, đại ca, việc này ta có thể giúp ngươi, trong thời gian ngắn ta có thể lợi dụng gia tộc người giúp ngươi yểm hộ thoáng cái, nhưng việc này lừa không được bao lâu. Trừ phi ngươi ở trong học viện không ngoi đầu lên, một khi ngươi trở thành tinh anh học viên, các gia tộc đều sẽ điều tra tư liệu của ngươi, đến lúc đó tuyệt đối có người hội tra ra một tia dấu vết để lại. Tinh anh học viên Giang giật sắc mặt trầm xuống, muốn đạt được học viện coi trọng, kia nhất định phải trở thành tinh anh học viên, dạng này mới có thể có cơ hội nhận biết vị kia thiên giai trị liệu sư, từ đó cầu hắn trị liệu Giang Tiểu Nô. Cũng chỉ có trở thành tinh anh học viên mới có thể có đến thuần hóa linh thú bí thuật, mà một khi trở thành tinh anh học viên, sẽ gây nên các đại gia tộc chú ý cùng mời chào, tư liệu cũng sẽ không thể tránh né bị điều tra. Mặc kệ, người trước tận lực giấu giếm đi, Giang giật trở nên đau đầu, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước còn như tiểu mập mạp có thể hay không bán hắn đi, điểm này hắn không lo lắng. Muốn bán tiền vạn quán cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, trực tiếp đi tìm Giang nghịch lưu càng tốt hơn một chút. Sau khi trở lại phòng, Giang giật trực tiếp bế quan, hắn vô cùng cần thiết trở nên cường đại, mạnh lên chi tâm theo chỗ không có mãnh liệt. Hắn minh bạch một cái đạo lý, muốn chúa tể nhân sinh của mình, muốn tùy tâm sở dục tự lo cuộc đời của mình, vậy thì nhất định phải trở thành cường giả. Hắn có tốc độ tu luyện, có hắc sắc nguyên lực thần kỳ như thế năng lượng nhiều như vậy có lợi điều kiện còn không cố gắng tu luyện như vậy hắn liền là thật là phế vật một đêm tu luyện không nói chuyện ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng giang giật tổ bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức giang giật mở cửa phòng bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra là tiền vạn quán tấm kia tròn vo mặt giang giật tò mò hỏi làm sao sớm như vậy chẳng lẽ hôm nay học viện muốn tổ chức tân sinh nghi thức hoan nghênh gì gì đó đại ca người chưa tỉnh ngủ a à? Tiểu mập mạp lật ra một cái liếc mắt nói: Chúng ta là cái gì ký danh học viên trong học viện cấp thấp nhất học viên, cho dù có nghi thức cũng không phải hoan nghênh chúng ta. Đi thôi, đi làm, làm việc, làm chuyện gì giang giật mơ hồ nháy nháy mắt hỏi. Đại ca, xem ra người đối linh thú sơn học viện một điểm không hiểu a? À? Tiểu mập mạp lắc đầu cười khổ giải thích nói: Trong học viện bất luận học viên thân phận, chỉ nhìn học viên đẳng cấp. Đê đẳng nhất ký danh học viên mỗi ngày đều đến giúp học viện làm việc vật nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài, mà lại ký danh học viên không thể hưởng thụ trong học viện bất luận cái gì phúc lợi, trừ phi ngươi hiến cho đại lượng tử kim, nếu không liền tính tu thất cũng không có tư cách đi vào phổ thông học viên thì không cần làm tạp vụ, còn có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy, còn như tinh anh học viên mỗi tháng đều có miễn phí điểm tích lũy, cấp cao nhất thiên tài học viên càng là có thể vô hạn sử dụng học viện bất luận cái gì tài nguyên. dạng này a à, giang giật điểm một cái, lập tức lại dò hỏi như vậy như thế nào mới có thể tấn cấp làm phổ thông học viên huyết luyện? Ừm, đây là trong đó một loại biện pháp. Tiền vạn quán kiên nhẫn nói ra, học viện nửa năm một lần huyết luyện, học viên có thể xin tham gia, một khi thông qua có thể tấn cấp. Đương nhiên còn có một loại khác biện pháp, cái kia chính là khiêu chiến năm tên cao hơn một cấp học viên, mà lại là một người chiến năm người. Trong học viện phổ thông học viên thực lực thấp nhất đều là tử phủ cảnh, sở dĩ lão đại. Người vẫn là thành thành thật thật đi làm tạp vụ đi một người khiêu chiến năm tên tử phủ cảnh võ giả. Giang giật kéo ra khóe miệng, dùng trước mắt hắn thực lực, đừng nói năm người, liền là hai người cũng khó khăn. Hắn đi theo tiền vạn quán đi ra phía ngoài, một đường quan sát học viện cảnh sắc, cái này linh thú sơn học viện không hổ là đại lục tam đại học viện một trong, vô cùng lớn, giang giật chỗ ở bên ngoài viện bốn phía đều là chỉnh tề viện tử, liếc nhìn lại lại nhìn không thấy bờ, ít nhất có mấy trăm toàn nhiều. Rất nhiều trong sân giờ phút này đều có học viên đi ra, bất quá kể bên này người ở đoán chừng đều là ký danh học viên thực lực đều không cao rất ít nhìn thấy tử phủ cảnh võ giả phía trước trong một cái viện đột nhiên đi ra một thân ảnh người kia thân hình cao lớn khuôn mặt khôi ngô làn da màu đồng cổ trong con ngươi tinh quang lập lòe không giận tự uy phi thường làm người khác chú ý hắn nhìn thấy giang giật cùng tiền vạn quán đi tới ngừng lại bước chân ánh mắt khóa chặt giang giật mở miệng nói giang giật vô song đại ca thật là đúng dịp a à người cũng ở phụ cận tiểu mập mạp khuôn mặt đều là nịnh nọt nụ cười nhiệt tình chào hỏi chiến vô song lại coi thường hắn ánh mắt vẫn như cũng nhìn giang giật giang giật ánh mắt không cam lòng yếu thế cùng hắn đối mặt dùng đồng dạng ngữ khí mở miệng nói chiến vô song hôm đó cảm ơn người cứu muội muội ta về sau trong học viện có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta có ta ở đây không ai dám động tới ngươi chiến vô địch để lại một câu nói lập tức ngạo nghễ xoay người rời đi giang giật sờ lên cái mũi nhếch miệng nói chiến vô song rất ngông cuồng a à, hắn cũng là ký danh học viên a à, nếu là trong học viện thiên tài học viên muốn đụng đến ta hắn cũng có thể bãi bình người sai tiểu mập mạp nhìn qua chiến vô song bóng lưng cảm khái nói đợi lấy đi không cần ba ngày chiến vô song liền sẽ trở thành phổ thông học viên không cần ba tháng liền có thể trở thành tinh anh học viên trong một năm tuyệt đối có thể trở thành thiên tài học viên hắn không phải cuồng hắn là thật có thực lực chiến thần nhất tộc truyền nhân tuyệt không phải là hư danh Cắt cắt chương 80, đầu tư, linh thú sơn học viện rất lớn, chia làm đông tây nam bắc bốn cái viện tử, giang giật chỗ địa phương gọi Tây Viện, là ký danh học viên cùng phổ thông học viện ở lại địa phương. Tinh anh học viên cùng thiên tài học viên ở tại Đông Viện, đạo sư toàn bộ ở tại Bắc Viện, còn như Nam Viện thì là các loại phụ trợ tu luyện khí thất chỗ. Linh thú sơn học viện cấp bậc xâm nghiêm, ký danh học viên cùng phổ thông học viện là tuyệt đối không thể tiến vào Đông Viện cùng Bắc Viện, không có điểm tích lũy nam viện vô số phụ trợ tu luyện khí thất cũng không thể tiến vào. Ký danh học viên trong vòng 2 năm không có tấn cấp sẽ bị trục xuất học viên, đồng dạng phổ thông học viên trong vòng 2 năm không có tấn cấp sẽ bị tước đoạt phổ thông học viên tư cách, trở thành ký danh học viên. Ký danh học viên địa vị ở trong học viện là thấp nhất, mỗi ngày nhất định phải chế tác, ăn ở cũng chỉ mặc đê đẳng nhất, bọn hắn không có đảm nhiệm hà dẫn viên sư dạy bảo bọn hắn tu luyện, không có võ khí có thể học tập, không có tính thu thất cho bọn hắn ngồi xuống, ở trong học viện cùng bên ngoài căn bản không có khác nhau chút nào, khác biệt duy nhất liền là cần làm lao động. Giờ phút này Giang giật cùng một đám người tự bị phân công đi linh thú sơn phía tây trên một ngọn núi săn giết yêu thú. Mỗi ngày một người nhất định phải săn giết ba con yêu thú, đồng thời đem yêu thú trên thi thể thứ đáng giá toàn bộ tháo rời ra nộp lên, không làm được nhiệm vụ người, tiếp tục ba ngày trục xuất học viện. Dẫn đội là một cái tuổi trẻ nam đạo sư, không bằng hắn dẫn đội đến này tòa đỉnh núi phía dưới về sau, Bàn giao mọi người vài câu tựu xếp bằng ở một gốc dưới cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi thôi, lên núi." Giang giật quan sát ngọn núi cao vút, cùng bên cạnh tiểu mập mạp nói một câu, nhấc chân tựu hướng trên núi đi đến, săn bắt ba con yêu thú nhiệm vụ này không tính rất khó khăn, vận khí tốt một hai canh giờ liền có thể giải quyết. "Đi cái gì đi?" Tiểu mập mạp lại nhếch miệng, bốn phía quét qua nhìn thấy nơi xa có một cái hang đá, lập tức cười tủm tỉm nói ra, "Lão đại, bên kia có cái hang đá, đi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi." Giang giật nhướng mày, nhìn nhìn ở phía xa trên đại thụ an tỏa đạo sư, hạ giọng nói ra, người điên rồi, đạo sư tại phụ cận đâu, người lại dám lười biếng không giết yêu thú. Giết cái gì yêu thú, lớn như vậy thái dương nóng đến chết rồi. Tiểu bàn tử không chấp nhận lôi kéo Giang giật hướng bên kia đi đến, vừa đi vừa giải thích nói, yên tâm đi, hai người chúng ta nhiệm vụ số định mức, ta người sẽ làm định. Triệu đạo sư vậy người càng không cần lo lắng, hắn thu ta 10 vạn tử kim, về sau chúng ta làm gì cũng sẽ không quản. Giang giật nháy nháy mắt, cảm khái nói, dạng này cũng được. Hắc hắc, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nếu không ta chút thực lực ấy cũng có thể vào linh thú sơn. Tiểu mập mạp mấy bước đi vào cái kia hang đá, bốn phía quét qua, rất là hài lòng gật đầu nói, không tệ, về sau mỗi ngày chế tác, chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi, đương nhiên lão đại ngươi có thể mỗi ngày tại cái này tu luyện, ta giúp ngươi hộ pháp. Giang giật xem xét tiền vạn quán một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi, tiền vạn quán, người mới chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, vào học viện này giống như cũng không phải vì tăng thực lực lên ngươi vào đây chơi phải không? Tu luyện có gì vui? Tiền vạn quán khinh bỉ cười cười, đưa tay chỉ đỉnh đầu nói, ta cho ngươi biết, chúng ta tiền gia lịch đại gia chủ trưởng lão thực lực đều không cao, cao nhất chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng chúng ta tiền gia lại có thể vạn năm trường tồn, dựa vào là cái gì là đầu óc còn có nhân mạch, ta vào đây tự nhiên là tìm đến nhân mạch. Cái này linh thú sơn học viện tụ tập thần võ quốc các gia tộc tinh anh con em, chỉ cần ta kết giao đám người này, chờ bọn hắn lên làm mỗi cái gia tộc gia chủ, đây chính là một bút thiên đại tài phú dạng này a à, giang giật đối với những này không hiểu nhiều, không bằng hắn vẫn là rất buồn bực hỏi ngươi vì sao coi trọng như vậy ta cũng bởi vì coi trọng thân phận của ta hoặc là bởi vì chiến vô song nợ ta một món nợ ân tình nói thật nếu không trong lòng ta không nỡ tiền vạn quán nghiêm mặt trầm ngâm một trận nghiêm túc nói ra nói thật ngay từ đầu ta là muốn mượn ngươi tiếp cận chiến vô song đằng sau cũng là bởi vì thân phận của ngươi nha ta coi trọng chính là ngươi người này, mặc dù thực lực ngươi cũng không tính quá cao, nhưng ta có loại dự cảm, tương lai ngươi lấy thành tựu sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Đương nhiên, cũng có khả năng ta hội bồi quần đều không có mặc, nhưng ta muốn đánh cược một phen. Ừm, dạng này ta tự an tâm, Giang giật cười nhạt một tiếng, đã tiền vạn quán nghĩ ở trên người hắn đánh cược một lần, hắn cũng liền không khách khí. Dù sao hắn cũng không lỗ, nếu là vạn nhất hắn thật như tiền vạn quán nói tới có thành tựu, ngày sau trả lại hắn một ít nhân tình là được. Tiền vạn quán tất cả an bài xong, Giang giật cũng không nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng ngay tại chỗ tu luyện. Hắn thiếu nhất chính là thời gian, mặc dù hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp cùng một đời tinh anh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiền vạn quán nhìn thấy Giang giật nhập định, một người tìm kiếm một khối bản đá xanh ngay tại chỗ nằm nghiêng xuống tới, hắn nhìn xem Giang giật khóe miệng lộ ra mỉm cười, thi thao, nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng, nửa năm sau lại có thể đánh giết tử phủ cảnh nhất trọng võ giả giang giật ngươi dạng này thiên tài không đáng giá ta tiền vạn quán đầu tư như vậy toàn bộ học viện còn có người nào tư cách này tiền ra một mực làm ăn không tham dự quyền thế đấu tranh tiền ra thích nhất làm sinh ý liền là đầu tư một thiên tài các loại tên thiên tài này quật khởi về sau sẽ mang đưa tiền ra liên tục không ngừng chỗ tốt tiền vạn quán tuổi không lớn lắm lại rõ ràng đạt được tiền ra làm ăn yếu quyết đương nhiên lần này đầu tư giang giật là thiệt thòi vẫn là kiếm cái kia chỉ có lão thiên biết rõ. Giang giật một mực tu luyện đến giữa trưa, hắn là bị tiền vạn quán đánh thức, mà chờ hắn tỉnh lại lại phát hiện trước mặt đã bày xong một chút thịt rượu, bốn đồ ăn một chén canh, cơm nước phi thường tốt. Lão đại, ăn cơm, tiền vạn quán cười tủm tỉm đưa cho Giang giật một bộ bát đúa, Giang giật dựng thẳng lên một cái ngón tay cái trong lòng thầm giật mình, cái này tiền vạn quán thủ đoạn thông thiên A, có tiền quả nhiên là vạn năng. Hảo hảo ăn một bữa, Giang giật tiếp tục tu luyện trên người hắn còn có một số địa nguyên đan giang vân hải trước đó cũng đã nói để hắn toàn lực tu luyện không có đan dược hắn tự nhiên sẽ đưa tới đợi đến mặt trời lặn tây sơn giang giật lần nữa bị giật mình tỉnh lại tiền vạn quán tiến đến giang giật bên cạnh hạ giọng nói ra lão đại ta đi ra ngoài trước giang vân hải rất nhanh sẽ đến các người khác đừng trò chuyện quá lâu lập tức sẽ hồi trở lại học viện giang giật nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn tiểu mập mạp rời đi vẫn đứng tại hang đá bên ngoài chờ Hiu, cũng không lâu lắm một tên chống quải trưởng lão giả nổ bắn ra mà đến, tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức phụ cận học viên đều chỉ cảm giác một đạo bạch quang hiện lên. Đại gia gia, giang giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này què chân lão đầu luôn luôn có thể làm cho hắn cảm nhận được thân nhân ấm áp. Giang Vân Hải trên mặt cũng đều là hiền lành nụ cười, nhẹ gật đầu cười nói, thiếu chủ, người như thế nào cùng tiền ra thiếu tộc trưởng xen lẫn trong cùng nhau. Thiếu tộc trưởng, Giang giật giật mình, hắn đoán được tiền vạn quán tại tiền ra địa vị khẳng định không thấp, nhưng không nghĩ tới càng như thế tôn vinh. Hắn vội vàng đem tại huyết luyện bên trong sự tình nói một lần, duy nhất dấu giếm chính là không cẩn thận nhìn thấy Nguyệt Mị Nhi đi tiểu, việc này hắn không mở miệng được. Giang kỳ lân ngươi làm sao đắc tội hắn, thiếu chủ lần này ngươi quá liều lĩnh, lỗ máng. Giang Vân Hải mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, con người lấp lóe mấy lần, trầm giọng nói, bất quá người đây cũng là nhân họa đắc phúc, có chiến vô song cùng tiền vạn quán tại giang kỳ lân hẳn là sẽ không động tới ngươi chỉ là giống như việc này gây nên giang nghịch lưu chú ý liền phiền toái quả nhiên giang giật trong lòng nặng nề thở dài đột nhiên hỏi đại gia gia mẫu thân của ta họ áo a à? đúng vậy a à, làm sao ngươi biết giang vân hải theo bản năng trả lời một câu lập tức trong con ngươi lập tức tinh quang nổ bắn ra hỏi thiếu chủ ngươi cũng biết rõ nhìn thấy giang giật nhẹ gật đầu giang vân hải thật dài thở dài Người khổ nói, việc này lúc đầu ta không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, bất quá ngươi nếu biết, ta cũng không gạt ngươi. Ngươi thật sự là Trấn Tây Vương Giang Biệt Ly Nhi Tử, không bằng hắn cũng không biết rõ có ngươi đứa con trai này tồn tại. chương 81, Cổ Thần Nguyên Giới cứ việc trong lòng có chuẩn bị, Giang Giật vẫn là bị tin tức này cho rung động. Hắn vậy mà thật là thần võ quốc thủ hộ thần, đệ nhất cường giả, trong truyền thuyết vô địch tồn tại, duy nhất khác họ vương Trấn Tây vương thân sinh con hắn giang giật không phải con hoang, không phải tiện trùng, ngược lại thân phận cao quý, là thần võ quốc thế tử điện hạ. Thế tử, phân chó, giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hắn bị giang ra xa lánh thời điểm, Trấn Tây Vương ở đâu hắn bị giang như hổ ẩu đả hôn mê lúc, Trấn Tây Vương ở đâu hắn cùng giang tiểu nô bị người lăng nhục thời điểm, Trấn Tây Vương ở đâu hắn nhiều lần kém chút chết đi thời điểm, Trấn Tây Vương lại tại cái nào. Đã tại hắn đau khổ nhất thời điểm, cái này cái gọi là phụ thân chưa bao giờ xuất hiện qua, như vậy hắn vì sao muốn nhận người phụ thân này thế từ thân phận hắn không chỉ có không có nửa điểm hiếm có ngược lại đánh đáy lòng chán ghét giang giật trầm mặc không nói giang vân hải dừng một trận lần nữa mở miệng nói thiếu chủ thân phận của ngươi sớm muộn hội lộ ra ánh sáng giang biệt ly cũng khẳng định sẽ tìm đến ngươi ngươi phải có chuẩn bị tâm lý còn ta cùng giang tiểu nô an toàn ngươi không cần lo lắng giang nghịch lưu còn không có quyền lợi điều động thần du cấp cường giả ta phải nói cho ngươi chính là phu nhân mặc dù làm việc không bị trói buộc nhưng tâm địa phi thường thiện lương nàng là một cái cực kỳ tốt nữ tử mà lại giúp giang biệt ly rất nhiều không phải phu nhân giang biệt ly không thể nào làm đến chấn tây vương vị trí nhưng là giang biệt ly không chỉ có không có cho nàng danh phận ngược lại tại phu nhân bị tức giận rời đi sau phái người truy sát nàng triệt để đem phu nhân đau lòng thấu không phải như thế phu nhân cũng không có khả năng tráng nhiên mất sớm âm uhm, giang giật nắm đấm nắm chặt trùng điệp một quyền nện ở trên hang đá hắn bên mặt nhìn xem giang vân hải âm thanh lạnh lùng nói đại gia gia, ngươi không cần nói, ta biết nên làm như thế nào. Ta giang giật liền là một đứa cô nhi, trước kia không có phụ thân, về sau cũng sẽ không có. Mà lại, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, đạt tới tử phủ cảnh, thần du cảnh, kim cương cảnh. Nên có một ngày thực lực của ta đầy đủ cường đại, ta sẽ đem giang biệt ly chụp tới, để hắn tại mẫu thân của ta trước mộ phần quỳ xuống sám hối. Tốt, ngươi nếu là thật làm được, phu nhân khẳng định hội mỉm cười cửu tuyên. Giang Vân Hải khẽ vuốt cằm, từ trên lưng lấy ra một cái bao, đưa cho Giang giật nói, nơi này có một ít đan dược và một bản địa giai võ kỹ, quay đầu đan dược không đủ để tiền vạn quán cho ta truyền lời. Còn có tiền vạn quán người này cẩn thận một chút, tiền ra người đều là thương nhân, thương nhân trục lợi, đừng bị hắn bán, còn có. Chiến vô song người này có thể giao thoáng cái, người này chỉ cần không chết hiểu, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành thần võ quốc đỉnh cấp cường giả một trong. Giang giật tiếp nhận đồ vật, nhìn qua Giang Vân Hải lo lắng nói ra, đại gia gia, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ta ở trong học viện không ai dám giết của ta ừm có việc tùy thời để tiền vạn quán liên hệ ta ta đi về trước giang vân hải vỗ vỗ giang giật bả vai hướng ra phía ngoài liếc mấy cái thân thể lóe lên biến mất ở phía xa trong rừng chờ hắn sau khi đi không bao lâu tiền vạn quán liền lập tức xuất hiện cười hì hì cùng giang giật nói ra lão đại tranh lệch thời gian không nhiều lắm trở về giang giật nhẹ gật đầu hai người đi ra phía ngoài trên núi rất nhiều người săn giết yêu thú trở về chính vây quanh ở đạo sư bên cạnh đem một phần phân yêu thú trong thân thể trong tài liệu giao a à, đó là cái gì giang giật nhìn xa xa đạo sư kia kiểm lại học viên nộp lên vật liệu tỉ như giã trị yêu thú trên người cốt thứ tỉ như độc xạ yêu thú trên người túi độc kiểm kê chuẩn bị ở sau vung lên những tài liệu kia vậy mà toàn bộ biến mất lập tức cảm giác vô cùng thần kỳ kinh nghi cùng tiền vạn quán nói đây là cổ thần nguyên giới đây chính là đồ tốt ra à? Tiền vạn quán đầy mắt đều là tinh quang, cảm khái nói, thứ này cùng giang nghịch lưu cổ thần chiến xa đồng dạng chân quý, toàn bộ đại lục nhiều nhất 100 cái, thứ này bên trong có một cái thần bí không gian có thể chứa đựng đại lượng đồ vật, nhà ta có ba cái, đáng tiếc ta không có tư cách đeo, triệu đạo sư không phải dẫn đội khẳng định cũng không có tư cách mang. Đang khi nói chuyện, trên núi lại có 7-8 người lao nhanh mà xuống, tiền vạn quán vội vàng nháy mắt ra giấu nói ra, đi, lão đại, ta người trở về, chúng ta nộp lên vật liệu đi. Giang giật đi theo tiền vạn quán lặng yên hướng kia bảy tám người phóng đi, còn không có tới gần kia bảy tám người lập tức cung kính chắp tay nói tiền thiếu, Giang thiếu. Giang giật cảm giác rất là khó chịu, khoát tay áo nói, đừng gọi ta cái gì thiếu, ta không phải cái gì thiếu, gọi ta Giang giật đi. Những người kia có chút trần chờ, tiền vạn quán mở miệng nói, về sau đều gọi lão đại, hắn là ta lão đại, tự nhiên cũng là các người lão đại. Lão đại, kia bảy tám người hiển nhiên đều là tiền gia con em, lập tức cùng kêu lên quát. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, một đám người hô lão đại, cảm giác giống như là dưới mặt đất bang phái thủ lĩnh. Những người kia nhanh chóng từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra mấy cái răng độc, cốt thứ, độc giác loại hình đưa cho Giang giật hai người. Cái này yêu thú trên thân thứ đáng giá không nhiều, thường thường mỗi cái yêu thú đều chỉ có một loại, những tài liệu này có thể luyện đan, có thể chế tác vũ khí, hộ giáp loại hình, xem như rất đáng tiền. Nộp lên vật liệu, chờ sở hữu học viên trở về về sau, đạo sư kia dẫn đội hướng học viện đi đến. Đi đến nửa đường một bên khác có hai cái đội ngũ cũng trùng trùng điệp điệp đi tới, hiển nhiên cũng là ký danh học viên ra ngoài săn giết yêu thú. Giang Kỳ Lân, Nguyệt Mị Nhi, Giang giật thật xa liền thấy hai người quen, thân thể vội vàng co rụt lại. Tiền vạn quán cũng phát hiện, bất quá lại là vẻ mặt tươi cười, giống như là gặp lão bằng hiếu. Ba con đội ngũ rất nhanh hội tụ cùng một chỗ, Giang Kỳ Lân cũng không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện tiền vạn quán cùng Giang giật, không bằng hắn cũng không có ghé qua đến, chỉ là hung tợn trừng giang giật một chút. Tiểu tặc, một cái xinh đẹp váy đỏ thiếu nữ lại nhanh chóng nhích lại gần, thật xa tựu cắn giang nghiến lợi nhìn chằm chằm giang giật thấp giọng mắng, giang giật khóe miệng giật một cái, giả bộ như không thấy được. Tiền vạn quán khó chịu, trừng mắt liếc nói, người mắng ai tiểu tặc Nguyệt Mỹ Nhi, lão tử cũng không có trộm ngươi quần lót. Ngươi, Nguyệt Mỹ Nhi đôi mắt đều muốn phun lửa, bất quá nhà nàng ngay tại Vương Thành, rất rõ ràng tiền ra thế lực lớn bao nhiêu, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngả hung hăng nhìn chằm chằm giang giật nói hừ hừ tiểu tặc ngươi chờ đó cho ta sớm muộn ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn nguyệt mị nhi lắc lắc nở nang đi tiền vạn quán tặc mi thử nhãn nhích lại gần hỏi lão đại cô nàng này đối người oán niệm rất sâu a à, chẳng lẽ ngươi chơi nàng sau không đưa tiền cút giang giật thẹn quá hóa giận một bàn tay quét tới bị tiểu mập mạp cơ linh né tránh giang giật phụng trộm quét xa sang nguyệt mị nhi một chút hạ thấp giọng hỏi ta đã từng đắc tội qua người này nàng lai lịch gì có uy hiếp sao bản thân nàng ngược lại là uy hiếp không lớn tiểu mập mạp trầm ngâm mày nhân lại có chút lo lắng nói ra nguyệt gia nữ tử trời sinh là tốt đan lô cái này nguyệt mị nhi vào học viện khẳng định cũng nghĩ tìm một cái thiên tài học viên song tu giống như nàng tìm tới song tu bạn lữ thực lực cùng thân phận cũng rất cao vậy thì có ta phiền toái cô nàng này dáng điệu không tệ thực lực cũng chịu đựng một thân mỹ thuật tu luyện đến trong khung nam nhân quá đơn giản. Ai, Giang giật thở dài, cảm giác khắp nơi đều là địch nhân, cái này khiến hắn rất là biệt khuất, nội tâm lần nữa dấy lên hừng hực liệt hỏa, bức thiết nghĩ trở nên cường đại. Hắc hắc, lão đại, nếu không ngươi cầm xuống cô nàng này đi. Tiền vạn quán đột nhiên hèn hạ cười hai tiếng, nói, nguyệt ra cô nàng dùng để tu luyện, tốc độ thế nhưng là thật to nhanh. Thực lực của ta không được, cô nàng này khẳng định chướng mắt của ta. Ngươi nếu là cầm xuống, cô nàng này còn thế nào tìm ngươi phiền phức ngươi nếu là muốn ra tay, ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi. Ý kiến hay, Giang giật nhẹ gật đầu, vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, ban đêm đem cô nàng này đưa đến trong phòng ta, vất vả ngươi, tiền thiếu. chương 82, chém giết người này, tiền vạn quán cuối cùng không có đem nguyệt mị cho trói lại đưa đến Giang giật trên giường, đương nhiên đưa tới Giang giật cũng không dám động. Trở lại học viện sát trời đã có chút mờ tối, tiểu mập mạp vừa mới tiến vào trong học viện, cựu thần thần bí bí cùng Giang giật nói ra, lão đại, trễ chút giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo bằng hiếu, mấy vị này tính khí chẳng ra sao cả, nhưng ở chung lâu ngươi sẽ biết, tuyệt đối là có thể đem phía sau lưng giao cho bọn hắn huynh đệ thân thiết. Huynh đệ thân thiết, Giang giật cười nhạt một tiếng xem thường, thế giới này tàn khốc như vậy, khắp nơi đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, đừng nói tiền vạn quán bằng hiếu, coi như chính hắn Giang giật vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Sinh ra ở hào môn đại viện bọn công tử, lại có tính tình thật người trở lại trong sân quả nhiên vừa vào cửa liền thấy ba người mặc hoa bào công tử đang ngồi ở trong sân còn đem nội đường bàn vuông lấy ra ngoài bầy đầy thịt rượu ba người nhìn thấy tiền vạn quán hai người vào đây liền vội vàng đứng lên cùng tiền vạn quán cười cười bất quá ba người đều không chút xem giang giật chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đến ta và các ngươi giới thiệu tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười chỉ vào ba người nói ra vị này là ảnh sát ảnh gia tứ thiếu gia vị này là long tượng long gia lục thiếu gia vị này là Thái Sử Trần, Thái Sử Gia Nhị Thiếu Gia. Ba vị, vị này các ngươi hẳn là nhận biết, ngày đó không phải hắn chúng ta giành được cũng không có nhẹ nhàng như vậy, Giang Giật. Là ta lão đại, Giang Giật ánh mắt tại trong ba người đảo qua, ảnh sát một bộ đồ đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, hắn chính là ngày đó cùng trường tôn nuốt hải đối chiến tên kia tử phủ cảnh nhất trọng võ giả, Giang Giật đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Long tượng người cũng như tên, cả người cùng một đầu long tượng, dáng người khôi ngô đến cực điểm, khoảng chừng bảy thước chi cao, so chiến vô song còn cao hơn một cái đầu. Thái sử trần thì bạch bạch tỉnh tịnh, ôn tồn lễ độ, một điểm không giống một cái chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả, ngược lại giống như một người thư sinh. Giang giật đang đánh giá bọn hắn, ba người này cũng đang đánh giá giang giật. nghe nói là ngày đó người xuất thủ, trên mặt lập tức đều lộ ra ý cười. Tự liền thần sắc lạnh lùng ảnh sát cũng khẽ gật đầu. mà nghe được tiền vạn quán câu nói sau cùng, ba người chấn động trong lòng, toàn bộ ngạc nhiên nhìn qua giang giật, tựa hồ nghe sai. Ba người rõ ràng nhất cái này cả ngày mặt mũi tràn đầy hòa khí, người xúc vô hại tiểu mập mạp đến cỡ nào tinh minh lợi hại. Thân là tiền gia thiếu tộc trưởng, hắn rất bất cần nghĩa bên trên đại biểu một phần người nhà họ tiền ý chí. Tiền gia một mực thích đầu tư thiên tài, hơn nữa còn là lẫn vào không tốt thiên tài, tỉ như ba người bọn họ, tại mỗi cái gia tộc thân phận địa vị cũng không tính là đỉnh cấp, tiền vạn quán không cùng bọn hắn gia tộc cấp cao nhất thiếu gia sen lẫn trong cùng một chỗ, ngược lại lựa chọn bọn hắn, cho đại lượng tài nguyên để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Tiền gia người ánh mắt rất độc, cũng rất kén chọn loại bỏ, tỷ như Tiền Vạn quán phụ thân, năm đó hắn kết giao tứ đại gia tộc con em, toàn bộ đều trở thành các gia tộc gia chủ hoặc là có quyền thế trưởng lão, Tiền Vạn quán phụ thân cũng bởi vậy đạt được phong phú hồi báo. Lần này Tiền Vạn quán lựa chọn ba người mục đích không cần nói cũng biết, cái kia chính là bồi dưỡng ba người, trợ giúp bọn hắn tranh đoạt mỗi cái gia tộc gia chủ chi vị bị tiền ra chọn chúng kia chứng minh người rất có tiềm lực có đầu tư giá trị mà giang giật bọn hắn trái xem phải xem đều không có chỗ thần kỳ mặt ngoài thực lực còn chỉ có chú đỉnh cảnh ngũ trọng mặc dù ngày đó xuất thủ một chiêu đả thương nặng một tên chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả nhưng cũng không đáng đến tiền vạn quán coi trọng như thế a à. lão đại có thể làm tiền ra thiếu tộc trưởng lão đại người này tuyệt đối không phải là mặt ngoài như vậy bình thường ba người đều là đại gia tộc gia rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình nụ cười trên mặt cũng nhiều nhiệt tình chào mời giang giật ngồi xuống giang giật xin lỗi một tiếng trực tiếp đi vào gian phòng bên trong đem giang vân hải cho bao khỏa buông xuống đi tới lúc nghi ngờ hỏi tiền vạn quán chúng ta trong sân trước kia ở hai người đâu ta để cho người ta điều đi tại cái này chướng mắt tiền vạn quán chẳng hề để ý nói lập tức cùng giang giật ngoắc nói đến lão đại đây chính là thiên tài học viên mới có thể ăn được tiệc hào tốn ta không ít tiền đâu hắc hắc đi theo tiền thiếu lăn lộn liền là tốt về sau ta mỗi ngày tới bữa ăn ngon long tượng muộn thanh muộn khí nói cũng mặc kệ mọi người một người vùi đầu vẫn là ăn uống thả cửa một bữa cơm trọn vẹn ăn nửa canh giờ giang giật một mực điệu thấp ăn cơm rất ít nói chuyện sau khi ăn xong tự trực tiếp trở về phòng tu luyện hắn vừa đi ba người lập tức tiến đến tiền vạn quán bên cạnh hỏi tiền thiếu người này lai lịch gì tiền vạn quán uống một chén rượu ngon chẳng hề để ý cười nói không có gì địa vị người không tệ tăng thêm thiên tư tạm được Tự cái này ba người rõ ràng không tin, Long tượng nhếch miệng nói, tự hắn thiên tư này đừng nói ảnh sát, ngay cả ta cũng không sánh nổi a. À. Hắc hắc, tiền vạn quán cười cười, nói khẽ, nhân ra nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng, thực lực tổng hợp đều miễn cưỡng có thể so sánh ảnh sát, người xác định so với hắn thiên tư tốt. A, à, quyền tượng đôi mắt co rụt lại, còn lại hai người cũng âm thầm kinh hãi, ám đạo có thể bị tiền vạn quán xem trọng người quả nhiên bất phàm. Thái sử Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói đúng rồi chiến vô song xin tấn cấp tranh tài dữ dội tiền vạn quán giơ ngón tay cái lên lấy một địch năm cái này mới tiến tới học viên bên trong cũng liền chiến vô song có can đảm này cùng thực lực đi tốt ăn cũng ăn xong nên làm việc tiền vạn quán uống xong cuối cùng một cái rượu ngon đứng dậy mang theo ba người đi ra phía ngoài hắn vào học viện đến cũng không phải tới chơi cùng ngủ mà là vào đây kết giao bằng hữu khai quật cùng mời chào nhân tài giang giật tu luyện tới nửa đêm liền ngủ thật say Ngày thứ hai tiền vạn quán thật sớm để cho người ta chuẩn bị đồ ăn, hai người ăn ngon uống ngon tựu theo thường lệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá trở đến dưới ngọn núi, Giang Giật vẫn tại trong thạch động tu luyện, tiền vạn quán thì tại bàn đá xanh bên trên nằm ngáy o o. Sau đó mấy ngày, vượt quá Giang Giật ngoài ý liệu, không có bất kỳ người nào tới tìm hắn phiền phức. Có lẽ là bởi vì tiền vạn quán mỗi ngày cùng với hắn một chỗ lại hoặc là vì kia triệu đạo sư một mực tại phụ cận mấy ngày nay một mực rất an tính. Giang giật ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày đều tu luyện không ngừng, tiến độ tu luyện tiến triển nhanh chóng. Mỗi lần đến tối, tiền vạn quán đều nhìn thấy không đến bóng người, cũng không biết hắn đi làm cái gì, ở trong học viện ngược lại là an toàn vô cùng, Giang giật cũng không thèm để ý, tu luyện sau khi bắt đầu lĩnh hội Giang Vân Hải cho hắn địa giai võ kỹ. Đây là một bộ kiếm pháp, tên gọi Phúc Vũ Phú Kiếm. Chia làm mưa xuân kiếm, mưa hạ kiếm, mưa thu kiếm, đông vũ kiếm bốn loại kiếm pháp. Bộ võ kỹ này rất là phức tạp, Giang Giật mỗi ngày rút ra một canh giờ cảm mộ luyện tập, 10 ngày trôi qua cũng mới vừa mới nhập môn. Thứ 11 ngày, Giang Giật nhàn nhã thời gian rốt cuộc chấm dứt. Đang tu luyện hắn, đột nhiên bị một trận rất nhỏ tiếng bước chân bừng tỉnh, ánh mắt hắn mở ra lại phát hiện tiền vạn quán không tại chờ hắn đứng dậy hướng hang đá bên ngoài xem xét về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Mỗi ngày xếp bằng ở dưới cây triệu đạo sư vậy mà cũng biến mất không thấy, mà đổi thành bên ngoài một bên khoảng chừng hơn 10 vị người áo đen hướng bên này vào tới, toàn bộ che mặt, đằng đằng sát khí, phía trước nhất thình lình có một vị tử phủ cảnh nhất trọng cường giả. Có người bố cục giết ta, Giang giật trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mặc dù hắn không biết là ai có như thế đại năng nhịn, đem tiền vạn quán cùng triệu đạo sư đều điều lái đi, hay là tiền vạn quán cùng triệu đạo sư cũng dính vào hắn chỉ là biết rõ việc này phiền toái, một cái không tốt muốn bàn giao ở nơi này. Hưu, hắn không có do dự chốc lát, thân thể hướng hang đá bên ngoài tiêu xạ mà đi, hắn cũng không có lựa chọn hướng linh thú sơn học viện phương hướng chạy đi, mà là quay đầu trực tiếp hướng các học viên săn giết yêu thú sơn phong phóng đi. Nơi đó có rất nhiều học viên, đám người này không có khả năng tại trước mắt bao người đánh giết người A. Kết quả lần nữa để Giang giật giật mình, đám người kia nhìn thấy Giang giật phản ứng nhanh như vậy, thoáng cái tựu sông lên ngọn núi bên trên, có chút trần chờ dừng lại. Bất quá rất nhanh phía trước nhất một người tự quát khẽ, thiếu chủ có lệch, không tiếc bất cứ giá nào chém giết người này. chương 83, trước có lang sau có hổ, 13 người trong đó tử phủ cảnh nhất trọng võ giả một người, chú đỉnh cảnh cửu trọng 5 người, còn lại đều là chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả. Một trọi một giang giật không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nhiều người như vậy, cảnh giới của hắn thật quá thấp, nguyên lực cũng quá ít, một khi liên tục phóng thích bạo nguyên trưởng, thân thể của hắn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, chỉ có chờ chết phân. Hắn vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi lòng bàn chân, để tốc độ trở nên nhanh như gió nhưng so sánh chú đỉnh cảnh cửu trọng võ giả mặc dù như thế hắn cùng người phía sau khoảng cách vẫn là đang không ngừng bị rút ngắn làm sao bây giờ giang giật thần sắc lạnh lùng nhưng nội tâm cũng rất là cấp bách một bên lao nhanh vừa nghĩ biện pháp cuối cùng hắn phát hiện ngoại trừ liều chết một trận chiến bên ngoài không có biện pháp khác đã đối phương có thể điều đi tiền vạn quán cùng triệu đạo sư hay là hai người bản thân tự nhúng vào việc này đối phương còn dám tại linh thú sơn học viện địa bàn giết người như vậy hắn không thể trốn đi đâu được chỉ có liều chết một trận chiến, đem thời gian tận khả năng kéo lâu một chút, chờ đợi học viện viện quân. Quyết định muốn chiến, Giang giật bắt đầu một bên lao nhanh một bên bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm thích hợp nhất chiến trường, hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, nếu không bằng vào hắn không ra nửa nén hương thời gian, tuyệt đối sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Phía trước có một cái sơn động, rất nhanh hắn phát hiện phía trước có một cái sơn động, hắc u cũng không biết sâu bao nhiêu, bên trong ẩn giấu đi dạng gì yêu thú, nếu là bình thường hắn khẳng định không dám tự tiện xông loạn, giờ phút này lại không cố được nhiều như vậy, thân thể lên núi trong động bão táp mà đi. Hưu, phía sau mời ba người không có chút gì do dự đi theo vọt vào sơn động, tất cả mọi người.